phần mềm Teams của chị nó không vào được, chắc là tại mấy đứa ngồi đông quá hay sao á, chị không vào được cái phần Teams của chị, cho nên chị phải vô trên cái browser. Bây giờ các bạn có thấy cái bài giảng của chị ở trên đó không? Dạ thấy chị. À ok. Tại vì cái phần mềm Teams không hiểu là sao nó cứ không vào được, cho nên là chị nãy giờ chị ngồi chị sửa mà chưa có được. Thôi bây giờ chúng ta sẽ học cái bài này ha. Rồi, bây giờ chị bắt đầu giảng và chị không nghe các bạn nói gì. Và chị cũng không 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 thấy các bạn. Cho nên là chị sẽ có gì thì các bạn mở loa lên và các bạn nói ha. Cái bài này thì chị có một bài PowerPoint nhưng mà không hiểu tại sao chữ chạy lung tung, cho nên cuối cùng là giờ cũng phải xài cái này. Rồi ok, thì hôm nay chúng ta sẽ học giải phẫu và sinh lý bộ máy tính giác ngoại biên. Thì các bạn biết là tai nghe của chúng ta đó thì nó sẽ rất là tinh tế, cho nên là chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ học về cái bài về tính giác ngoại biên là bộ phận nghe bên ngoài thôi, còn không có tính tới cái bộ phận nghe ở trung ương là não. Và như vậy thì cái bài giảng này thì các bạn đọc sách đó, đọc tài liệu thì sẽ thấy là chị giảng cái bài này với một cái chủ đích là nói tất cả các vấn đề về thính giác cho các bạn nghe với cái mức độ là chuyên sâu hơn cấp độ I5 của các bạn nhiều. Cho nên là có những vấn đề mà các bạn sẽ khá khó hiểu thì cứ từ từ mình sẽ hiểu. Còn đây, các bạn chờ chị một chút. Alo, chị nghe hả? À, cái phần mềm của chị nó vô không được nên chị phải vô online rồi. À, chị vô online được rồi nhưng mà chị nhìn thấy chỉ có 183 sinh viên thôi. À. À không, chị không biết, thì giờ chị đang bắt đầu giảng bài rồi để chị, nhưng mà ý chị nói là cái phần mềm nó vô không được, phải vô trên cái browser rồi vậy nha. À sorry các bạn chút xíu. Anh Thịnh hỏi là các bạn vào cái link không được hay hay là nó có giới hạn là 350 người hay là như thế nào thì cho chị biết, tại vì kinh nghiệm chị cho thấy là cái này hình như là phải chỉ được 350 người hay là phần mềm họ đã cập nhật được lên hơn rồi. Các Dạ, bạn có lần thì lớp em lên được vào được tới 700 mấy, 800 bạn vẫn được. Tại vì phần chim đang bị lỗi ở các trường khác luôn chứ không chỉ riêng trường mình. à ok, à vậy tốt, thôi vậy thì chị sẽ tiếp tục ha. Bây giờ các bạn có thấy lại cái bài giảng chưa? Dạ, em thấy ạ. Ok, rồi chị bắt đầu nói tiếp ha. Thì cái bài này mình sẽ hiểu ở cấp độ sâu, nó có nghĩa là sau đại học. Thì các bạn hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi, không sao. Nha, cứ bình tĩnh. Nhưng mà thường thường là chị dạy bài này nhiều năm rồi, thì các bạn sẽ hiểu được thôi. Các bạn nhớ ghi chú lại đàng hoàng. Tại vì bài chị sẽ cho các bạn bài bài ghi tiếng Việt, không có cho PowerPoint. Lý do là các bạn có lấy PowerPoint các bạn đọc cũng không hiểu, tại vì chị viết tắt nhiều, với lại bài thi thì dễ hơn cái này, và các bạn phải đọc cái bài đề bằng tiếng Việt đó thì các bạn mới hiểu được, chứ còn coi PowerPoint thì thật sự là khó hiểu lắm. Thì mỗi lần chị dạy cho các bạn thì chị đều phải học lại từ đầu ha, mục đích là cố tình là viết vậy để cho mình được học tới học lui để cho nó dễ hiểu nha. Thành ra bài này các bạn sẽ có một cái bài viết bằng tiếng Việt và có cả tiếng Anh nữa, và nó viết đầy đủ. Nên là bài này thì các bạn thích thì các bạn nhớ ghi chú lại, chứ chị sẽ không cho PowerPoint nha. Rồi. Rồi. Chúng ta nghiên cứu về âm thì chúng ta sẽ nghiên cứu là âm học hoặc là thính học. Thì âm học thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái tính chất vật lý của âm thanh, còn thính học thì mình sẽ nghiên cứu âm thanh về sinh lý. Như vậy thì là vật lý thì họ sẽ nghiên cứu cái vấn đề đó gọi là âm học nha. Như vậy thì mình thính học thì mình sẽ nghiên cứu cái sinh lý, có nghĩa là cái cách mình nghe được như thế nào. Thì nguồn âm là do một vật thể dao động làm cho các phân tử xung quanh vật dao động theo, và từ đó khi mà cái vật dao động đó nó làm cho các phân tử dao động thì nó thay đổi áp suất quanh nguồn phát. Và cái nguồn âm, có một cái nguồn âm là do chúng ta có sự nén và giải nén của không khí. Vậy các bạn tưởng tượng giống như là các bạn cầm một cái quạt, mình quạt vậy đó, thì khi mà mình quạt á
thì mình làm lay động các cái phân tử xung quanh thì mình sẽ tạo ra một cái nguồn âm nha. Như vậy thì là nguồn âm nó chính là sự dao động và sự nén và giải nén của không khí. Mình nhớ tưởng tượng là giống như cầm một cái quạt và quạt. Thì âm lan truyền trong không, trong không khí thì theo dạng sóng, được mô tả bằng hình ảnh là những sóng hình sin. Thì các bạn đã học vật lý lớp 12 rồi thì mình biết là âm thì nó sẽ được mô tả thành các cái sóng hình sin. Và như vậy là rung động của màng nhĩ của mình thì cũng được dịch thành các sóng âm là các sóng hình sin. Như vậy thì là rung động của màng nhĩ với nhiều tần số khác nhau, với nhiều cái âm khác nhau thì nó cũng sẽ được thành dịch thành các cái sóng âm, và các sóng đó là nó có hình sin ha. Cái này bây giờ chưa có gì là y khoa cả. Thì bây giờ mình có là vận tốc vào môi trường truyền âm thì mình biết là trong không khí thì nó truyền được với tốc độ là 340 m/s, ở nước thì được nhiều hơn 1360 m/s, kim loại thì rất là nhiều nha, truyền rất là nhanh là 4760 m/s, trong chân không là bằng 0 m/s. Lý do đơn giản là tại trong chân không nó không có gì để nó lay động hết thì nó sẽ truyền được với tốc độ là 0. Thì nếu mình nói tới tính chất của âm thanh thì mình mới khi mà mình muốn nói về một tính chất của âm thanh thì mình sẽ mô tả các cái tính chất như sau: tần số, cường độ, trường độ và âm sắc. Thì cái này nó liên quan tới những cái này thì mình có thể tưởng tượng là một cái người ca sĩ họ đi học hát vậy. Thì tần số tai nghe được là nghe được từ khoảng 20 đến 20 ngàn hertz. Cái câu này thì thường thường sẽ được thích cho đề thi tại vì nó dễ chứ không gì hết. Thì cho các bạn thi câu này thì nó sẽ dễ có điểm mà có cái để hỏi. Thì ta sẽ hỏi là tai nghe được là tần số bao nhiêu? Thì tai nghe được tần số từ 20 hertz đến 20 ngàn hertz. Nha. Như vậy thì là cái, nhưng mà có phải là mình nghe được hết từ 20 hertz tới 20 ngàn hertz hay không? Thì thật sự là mình nghe tốt được chỉ trong cái tần số là 500 đến 2000 hertz thôi. Thì cái tần số đó gọi là tần số hội thoại. Có một số tài liệu thì sẽ ghi là 250 đến 4000 Hz. Nhưng mà đa số là từ cái khoảng từ 500 đến 2000 Hz là mình nghe tốt nhất. Có nghĩa là mình nói chuyện với nhau á, là mình nói chuyện và là phát ra các âm thanh tần số từ 500 đến 2000 Hz thì mình nghe tốt. Còn những cái âm khác hơn hoặc là quá trầm hoặc là quá cao thì nó sẽ khó nghe. Như vậy tai sẽ nghe rõ nhất là ở tần số 1000 Hz. Nhỏ hơn 20 Hz thì gọi là hạ âm. Trên 20.000 Hz là siêu âm. Cho nên tai mình sẽ không nghe được sóng siêu âm trên 20.000 Hz. Và cho tới bây giờ người ta biết là chỉ có cái con dơi đó nó nghe được sóng trên 20.000 Hz. Như vậy thì trong xung quanh mình có rất nhiều âm thanh nhưng mà thường thường mình không có nghe được. Mình chỉ nghe được những cái tần số đặc trưng thôi. Và mình cái tần số nghe tốt nhất là khoảng là 1000 Hz. Thì mình nói tiếp theo đến một cái nữa là cường độ. Cường độ là cái gì? Là độ to nhỏ của âm thanh. Nó sẽ tương ứng với biên độ sóng, có nghĩa là tương ứng với độ cao của cái hình sin đó, của cái sóng hình sin đó. Cường độ được tính bằng năng lượng truyền qua một đơn vị diện tích 1 cm² trên hướng truyền của sóng âm trong một giây. Cái đó gọi là cường độ âm thanh. Cái này là định nghĩa thôi, này mình cũng không cần coi. Nên mình biết cho biết thôi. Và cường độ âm thanh thì phụ thuộc vào thanh áp. Cái này là định nghĩa mình coi cho biết. Cái này mình mới cần nè. Cường độ. Nói về cường độ thì nó sẽ liên quan tới một cái gọi là ngưỡng nghe. Ngưỡng nghe có nghĩa là cái mức tối thiểu, cái áp lực âm thanh tối thiểu mà một người bình thường có thể nghe được ở tần số 1000 Hz. Bây giờ các bạn sẽ tập làm quen với cái chuyện mà mình nói về âm thanh gì đó là mình phải nói về cái tần số nào. Nha. Thành ra tai của người ta nghe tốt nhất ở 1000 Hz thì người ta mới thử nghiệm ở cái tần số 1000 Hz đó. Thì người ta sẽ thấy là thanh áp tối thiểu thì nó sẽ bằng cái số cộng trừ nhân chia dài thầu này đây. Và ở đây ở cái mức năng lượng này người ta sẽ xét cái mức năng lượng này là 0 decibel chứ không phải là ở đây không có cái năng lượng gì, không phải, tức là người ta xét cái mức năng lượng ở cái mức này là 0 decibel để người ta sẽ làm cái thính lực đồ. Cho nên nếu mà tai mình tần số cái được cường độ mình nghe được tất cả các tần số đều là 0 decibel thì lúc đó có nghĩa là tai mình nghe rất là tốt nha. Còn ví dụ mà 20 decibel mình mới nghe được thì có nghĩa là cái âm thanh đó nó phải lớn hơn thì mình mới nghe được. Như vậy là tai mình nó không tốt bằng. Và cái ngưỡng tối thiểu mình có thể nghe được thì người ta xét cái mức đó là 0 decibel. Bây giờ mình có một cái định nghĩa nữa, đó là ngưỡng chói tai.
có nghĩa là thanh áp tối đa tai người có thể chịu đựng được, đây là cái mức gọi là 120 decibel, có nghĩa là âm thanh mình nghe mà không thấy đau, mà không thấy bị tổn thương tai, đó là ở mức 120 decibel nha. Thì các bạn đi ra ngoài đường, các bạn sẽ thấy là có những cái người công nhân họ làm cái nghề đào đường đó, họ cầm một cái máy khoan bê tông đường á, thì các bạn thấy là cái tiếng đó nó rất là cao, cái tiếng nó rất là ồn. Và từ từ cái người đó các bạn nhìn thấy họ làm việc họ không có đeo cái gì vô tai để bảo vệ hết, thì thật sự là cái người đó làm việc chỉ một thời gian ngắn thôi là họ sẽ bị điếc luôn nha. Bởi vậy cái ngưỡng mà tai không bị tổn thương đó chính là dưới 120 decibel, còn hơn đó là khả năng tai mình bị tổn thương rất nhiều nha. Thường thường cái âm thanh mà mình nghe nó tổn thương, nó như cái ông đào đường á, thì mình biết được là nó to, nó lớn này kia. Khi mà các bạn đi vào sân bay chẳng hạn, các bạn thấy có những cái cô đẹp mặc áo dài ha, đứng ở ngay cửa máy bay, trong khi cái cánh quạt máy bay và động cơ nó vẫn tiếp tục mở, mà có nhiều cô thì không hiểu tại sao mà người ta có phát đồ bảo hộ lao động mà không có đeo vào. Thì thực sự là có những cái âm thanh mình không nghe được là tại vì cái tai mình nó không nghe được cái tần số đó. Tuy nhiên có những cái tần số cao hơn và cái cường độ khác thì nó đã có thể gây ra ảnh hưởng thính lực của mình rồi. Cho nên là khi mình làm việc trong những môi trường như vậy thì mình bắt buộc là phải có đồ bảo hộ lao động và bịt tai lại để mà bảo vệ tai mình, chứ không phải là ôi tôi không thấy nghe gì đâu, hoặc là tôi đứng chút xíu thì tôi thấy không có sao. Nhưng mà thật sự tai mình nó là một bộ phận rất nhạy cảm, và các bạn sẽ thấy gọi là có cái gọi là ngưỡng chói tai, có nghĩa là mức năng lượng cao quá thì sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng nghe của mình nha. Rồi thì chúng ta biết là đơn vị đo thính lực nó chính là bel. Và thường thường là mình sẽ đo bằng decibel là 1/10 của bel. Rồi, chúng ta sẽ nói về cái tần số, thì chúng ta sẽ có tần số trầm và tần số bổng. Trầm hoặc còn gọi là thấp, bổng là tần số cao, thì các bạn nhìn ở trong cái hình này thì đây là tần số số trầm, đây là nó thưa. Còn tần số cao là nó dày, là nó nhiều ha, thì đây là tần số cao. Còn đây là tần số thấp hoặc là tần số trầm là nó thưa. Và chúng ta sẽ có cường độ mạnh và cường độ yếu. Thì cường độ thì nó sẽ phụ thuộc vào độ cao của cái sóng này. Như vậy cường độ yếu là nó lùn thôi, mà cường độ mạnh thì nó sẽ cao hơn. Âm thanh là cái phần mình có thể nghe được của phổ rung dạng sóng. Thì đây là cái phần mà người ta nói là cái phần này là cái phần mà tai của chúng ta có thể nghe được. Thì các bạn nhìn vô đây nhá, 1000, đây là 1000, đây là 2000, đây là 20000, đây là 20 Hz. Thì cái vùng mình nghe tốt á là nó nằm ở đây. Có nghĩa là nếu mà các bạn nói ở 1000 Hz thì cái mức độ bạn phát âm thanh này chỉ cần 20 decibel thôi. Tuy nhiên nếu các bạn phát ra ở tần số là 20000 Hz thì các bạn phải nói ở mức độ 80 decibel thì người ta mới nghe được. À, như vậy thì tai mình á, ví dụ các bạn ở mức này thì các bạn muốn người ta nghe được thì các bạn phải nói to lên. Ví dụ nhưng mà ở 1000 thì chỉ cần nói nhỏ nhỏ là người ta nghe rồi. Nha. Như vậy thì nó thể hiện là cái tai của mình nghe được âm thanh ở các tần số khác nhau. Và muốn nghe được thì phải nghe được ở các cái cường độ khác nhau. Thì đây chính là cái biểu đồ thể hiện là mình có thể nghe được ở cái vùng nào, mà có thể cái tần số nào là nghe tốt nhất. Rồi, mình tới một cái mục này là nó thiên về ca sĩ nè. Âm sắc là cái sắc thái âm thanh, là cảm giác nghe của con người khi phân biệt hai âm khác nhau khi chúng có cùng độ lớn và độ cao. Nói chung cái này thì mình học cho biết thôi, chứ còn nói một cách nôm na dễ hiểu thì âm sắc là cái gì? Cũng cái ca sĩ đó cũng hát cái bài đó, cũng hát cái nốt đó, nhưng mà họ hát cái nốt này thì nghe buồn, họ hát cái kiểu này thì nghe buồn, hát cái kiểu kia thì nghe vui. Thì cái đó gọi là âm sắc, có nghĩa là cái nốt đó cũng phát ở cái độ cao đó, ở cái cường độ đó, nhưng mà mình nghe thì mình cảm thấy được là nó buồn hay nó vui, nó có cái sắc thái khác nhau, thì cái đó gọi là âm sắc. Rồi mình sẽ qua một cái phần khác, có nghĩa là chúng ta đây là thấy là chỉ muốn giới thiệu cho các bạn gọi là mô hình phân tích của ông Fourier. Thì cái ông Fourier này, ông phân tích một cái âm thanh phức tạp thành các cái tập hợp của các cái sóng đơn âm nha. Ví dụ là đây là một cái sóng, một cái âm mà mình nghe được trong môi trường đi, thì ông phân tích ra là cái sóng này thì nó được tạo thành bởi sóng này và sóng này nha. Và như vậy thì đây là mô hình của ông Fourier. Các bạn thấy là đơn âm là cái sóng nó chỉ có là cái âm nó chỉ có một cái cường độ thôi, nó là một cái sóng, nó chỉ có cái hình như vậy thôi. Ví dụ như là mình mở điện thoại lên á, mình bấm mình gọi
xong người ta cúp máy mình nghe cứ tu 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 thì cái đó gọi là đơn âm nha. Âm nhạc là cái gì? Âm nhạc là tập hợp của nhiều cái đơn âm mà nó phối hợp với nhau theo một cái quy luật mà làm cho tai thấy dễ chịu. Nếu mà ai có học nhạc á, thì sẽ biết là người ta gọi là hợp âm. Có nghĩa là ví dụ như là cái hợp âm đó gồm có ba âm, ví dụ do đi, do mi son. Thì làm ví dụ như là mình do mi son mình bấm ba cái một lần như vậy thì nó sẽ ra cái âm thanh nó dễ chịu, nó hay ha. Rồi cái đó là âm nhạc. Âm nhạc là người ta tập hợp những cái âm đó theo các cái quy luật riêng. Và thường thường là phải theo quy luật. Lâu lâu người ta cũng có phá cách một chút, nhưng mà lâu lâu thôi chứ không phải cái nào cũng đâm bang ha, cái nào cũng đâm bang rồi nói nó sọt ra hoài vậy thì nó không còn gọi là âm nhạc nữa, là thì nó sẽ gây cảm giác khó chịu. Như vậy tiếng ồn chính là tập hợp của những cái âm thanh không có theo cái quy luật gì hết, không có hợp với nhau gì hết mà nó trở thành tiếng ồn. Rồi các bạn có tưởng tượng là mình giống như mình đi chợ vậy đó. Tại sao mình đứng giữa chợ mình thấy nó cái âm thanh nó ồn ào, nó hỗn loạn và nó khó chịu. Nhưng mà cũng cái cường độ như vậy, nhưng mà nếu mà người ta mình vô trong một cái nhà hát giao hưởng, họ đàn hát lung tung thì mình đứng đó mình nghe thấy dễ chịu, thậm chí mình còn thấy hay. Thì đó là cái âm nhạc, là các cái tập hợp của các cái âm thanh đó mà theo một quy luật nha. Như vậy mình có là đơn âm, âm nhạc và tiếng ồn. Và thực sự là tiếng ồn này sẽ gây rất là mệt não và mệt cái tai của mình. Bây giờ chúng ta qua một cái phần chính của bài hôm nay, đó chính là cơ quan thính giác. Thì chúng ta nghe được đó thì nhờ vào hai cái phần, thứ nhất là tai và não. Thì tai thì chúng ta sẽ có tai ngoài, tai giữa, tai trong. Và não thì nó là cái bộ phận xử lý ở trên rồi. Bây giờ mình có cái hình này là các cái bộ phận thính giác ở ngoại biên. Thì chúng ta có là tai ngoài, thì tính từ đây là cái màng nhĩ, và tính ra ngoài thì chúng ta có phần này là gọi là tai ngoài. Đây là hòm nhĩ, là một cái hộp, nhìn như một cái hộp và chứa có ba cái xương con và các cái cửa sổ, và nó giới hạn bên ngoài nó chính là màng nhĩ, và giới hạn bên trong nó chính là ốc tai và tiền đình. Thì đây chính là tai trong, còn đây chính là cái phần ở tai giữa, nó còn gọi là hòm nhĩ nha. Như vậy thì mình bắt đầu khảo sát trước cái phần gọi là tai ngoài. Tai ngoài thì chúng ta thấy là nó gồm có vành tai, ống tai ngoài, và giới hạn cuối cùng nó chính là cái màng nhĩ. Thì chúng ta thấy là tai của mình nó sẽ có các cái gờ, các cái thành quách, có cái giấy tai đây ha. Mà nó sẽ có chức năng gì thì chúng ta sẽ xem đây. Thì cái tai này là nơi nhận vào và đón nhận âm thanh. Cái slide này sửa hoài luôn mà nó cứ nhảy cái chữ hoài, bực cả mình nha. Thì các bạn thấy là tai ngoài này thì nó sẽ có làm cái bộ phận thu nhận âm thanh. Nó sẽ dẫn vô trong ống tai ngoài và nó sẽ làm rung động cái màng nhĩ này. Thì vành tai thì chúng ta thấy là nó sẽ có những cái gờ như vậy. Âm thanh sẽ vô đây xoáy vòng 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 vòng. Và nó xoáy như vậy thì nó sẽ làm khuếch đại âm thanh lên 5 đến 6 decibel. Các bạn tưởng tượng bây giờ âm thanh nó tới cửa tai này thôi. Ví dụ như là âm thanh nó tới cửa tai này với cái cường độ là 1 decibel. Thì sau khi nó quay vòng 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 trong cái hệ thống thành quách của tai này thì nó sẽ làm tăng lên cái cường độ âm thanh ngay tại chỗ này, nó sẽ làm tăng lên 5 đến 6 decibel. Nha. Cho nên điều này giải thích là nếu một cái bệnh nhân không có cái vành tai thì sẽ mất 5 đến 6 decibel. Ai là người bị mất vành tai? Là những người bị sinh ra không có vành tai, hoặc là những cái người mà bị tai nạn gì đó, đập tai vô trong cái tường, trong cái cửa gì đó mà nó sưng cái tai lên. Khi nó sưng tai lên thì không có biết chữa, làm cho cái tai nó cuối cùng nó chết đi. Đầu tiên là nó nhiễm trùng, nó sưng lên. Cái tai mình đang hồng hào như vậy nó còn thành một cái nấm mèo. Sau đó cái tai, cái nấm mèo đen thui đó nó rụng luôn, là mình mất luôn cái vành tai. Như vậy khi mình mất cái vành tai này mình sẽ mất 5 đến 6 decibel. Vành tai, đây là vành tai, nguồn âm thanh phát ra, và vành tai sẽ thu nhận âm thanh, khuếch đại nó lên và dẫn nó đi qua cái hệ thống ống tai ngoài này và đến màng nhĩ. Thì chúng ta sẽ thấy là cái ống tai của mình nó sẽ là một cái ống kín, một đầu được bịt bởi màng nhĩ và đầu còn lại thì nó thông với bên ngoài. Thì chúng ta sẽ học một cái gọi là một cái thiết bị cộng hưởng, resonator. Thì người ta sẽ làm một cái nghiên cứu về cái thiết bị cộng hưởng này. Thì người ta sẽ làm một cái ống nha, đầu một đầu ống thì người ta sẽ bịt lại và đầu kia thì nó mở ra.
và người ta phát một cái nguồn âm ở mức 3000 Hz. Người ta thấy là ở 3000 Hz thì cái âm thanh chỗ này nó cộng hưởng tốt nhất. Có nghĩa là khi tôi phát một cái nguồn âm 3000 Hz ở chỗ này, thì ngay tại chỗ này tôi nhận được cái mức độ âm thanh nó được cộng hưởng lên, và nó cộng thêm được là 10 đến 12 decibel ở tần số 3000 Hz này. Đây là một nghiên cứu nha. Và cái tần số 3000 Hz này là nó gần với tần số hội thoại. Có nghĩa là cái thiết bị này thì mình sẽ làm cho âm thanh từ bên ngoài để mình phát vô nói được tăng lên 10 đến 12 decibel. Thì chúng ta nhớ ngày xưa khi chúng ta còn nhỏ đó, mình chơi cái lon sữa bò xong mình có cọng dây mình gắm vô, thì mình dùng cái đó để mình có thể truyền được cái âm thanh từ trên lầu xuống dưới nhà mình nói chuyện nho nhỏ. Thì tại vì mình một đầu như vậy á, mình nói mình phát vô cái âm đó và nó khuếch đại chỗ này được 10 đến 12 decibel. Và khi nó khuếch đại vậy thì nó có thể truyền đi xa hơn một chút, nên là cái người ở dưới họ có nghe, họ có thể nghe được nha. Tai mình cũng vậy, nó có cái cấu trúc như là một cái ống, và ở một cái đầu bịt kín thì nó cũng có thể làm khuếch đại âm thanh lên, và nó khuếch đại lên được một số đáng kể decibel. Ống tai ngoài đó là một cái ống tai dài 2,5 cm, hình chữ S. Ở bên ngoài là sụn và được bao phủ bởi da có lông. Da có lông thì nó sẽ tiết chất bã giữ ẩm và giữ mềm da nha. 2/3 trong là xương và da không có lông. Đây, chúng ta coi lại nha. Giờ cái tai này của mình đây, 1/3 ngoài là cái da, từ chỗ này trở ra nó sẽ da có lông. Thì chỗ nào mà có lông á thì nó sẽ có tuyến bã, thì nó sẽ tiết được chất nhờn. Mà chất nhờn nó chính là gì? Là ráy tai. Và như vậy 2/3 trong là từ đây vô tới trong là không hề có cái lông nào hết, có nghĩa là cái giải phẫu của cái da vùng này là da không có tiết bã. Như vậy có nghĩa là ráy tai nó không thể chui vô sát cái màng nhĩ này được nha, nó không chui sát vô đây được. Và như vậy thì ráy tai về nguyên tắc nó chỉ đứng ngoài thôi. Còn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tuần gì đó mình ngoái tai thì cái đầu tâm bông tròn của mình ngoái cái cục ráy tai nó sát vô trong. Thì đó là chuyện của mình. Nhưng mà về lý thuyết thì ráy tai nó chỉ có ở 1/3 ngoài là do da của vùng này là da có lông. Và cái lông này, cái da này nó sẽ tiết ra chất bã để nó làm ẩm và nó giữ cho cái tai này nó không có ngứa. Cho nên nếu mà mình thấy bây giờ, đặc biệt là trời đang mùa đông này, các bạn thấy là da mình nó khô. Khi da mình nó khô thì nó bắt đầu ngứa. Cho nên nếu mà mình ngoáy quá xiên thì cái da vùng này nó không còn chất nhờn nữa thì nó sẽ bắt đầu ngứa. Cho nên là càng ngoáy càng ngứa, mà càng ngứa thì mình càng ngoáy. Rồi bây giờ mình tới cái chức năng của ống tai ngoài ha. Chức năng của ống tai ngoài là mình dẫn âm thanh và làm tăng tần số của âm thanh lên do độ dài và hình dạng của ống tai ngoài. Thì cái nguyên tắc hồi nãy như là cái resonator đó ha. Thì chức năng của ống tai ngoài sẽ làm tăng tần số của âm thanh lên, và nó cũng làm ấm không khí trước khi đến màng nhĩ. Và sau khi qua cái ống tai ngoài này thì tai của mình sẽ được tăng lên 15 decibel ở tần số 1500 đến 7000 Hz. Nghĩa là ở cái tần số này thì âm thanh đi qua cái ống tai ngoài đó sẽ tăng lên 15 decibel. Cho nên nếu bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh không có ống tai xương thì sẽ mất khoảng 60 decibel ở tần số cao. Ở tần số cao nha. Như vậy nếu mà không có ống tai xương thì cũng nghe được, nhưng mà sẽ nghe kém đi. Không chỉ mỗi cái chuyện là không âm thanh nó không dẫn được trực tiếp tới, mà nó bị mất cái chức năng khuếch đại do đi qua một cái ống như thế nha. Như vậy thì sẽ mất ở tần số cao là 60 decibel nếu mà bị dị tật bẩm sinh. Rồi, cái này mình nói sơ thôi ha. Cái ráy tai này thì nó sẽ giúp cho làm ấm, làm láng biểu mô nha. Và làm nó cũng cần ráy tai, nó cũng cần chứ không phải không. Đó. Cho nên là ráy tai thì nó sẽ làm cho tai mình nó cũng cần đó, làm cho da nó được ẩm. Cho nên là các bạn có khuynh hướng là ngoáy tai nhiều thì coi chừng, là tại vì ráy tai nó bạn ngoáy nhiều quá thì nó sẽ làm cho mình bị ngứa nha. Ráy tai mà để lâu quá mà không ngoáy thì nó cũng cứng và nó sẽ tích tụ lâu ngày. Cộng thêm mình sẽ lấy cái đầu tăm bông á, mình ngoáy thì mình sẽ đẩy cái cục đó vô, nó giống như là đổ bột vậy đó. Xong mỗi ngày mình nhấn vô một chút thì nó sẽ tạo thành một cái nút ráy tai. Cái nút ráy tai này khi mình đi tắm nước nó vô thì nó sẽ gây bít tắc hoàn toàn cái ống tai này, và tự nhiên lúc đó đang tắm xong nghe không nghe được gì hết thì mình cảm thấy rất là sợ hãi. Thì khi mình không nghe được gì hết thì mình nghĩ là ui chết rồi, tôi sẽ bị
bị điếc nha. Thành ra là nếu mà đang tắm mà đột ngột mà không có nghe gì hết thì có thể là bị đứt lấy tai, hoặc là có thể là mình có thể bị điếc thật. Cho nên là trường hợp nào đi dân nữa thì mình cũng đều phải đi bệnh viện cấp cứu, tại vì điếc đột ngột là một cấp cứu nha. Và đi càng sớm càng tốt. Rồi, bây giờ mình qua một cái bộ phận tiếp theo, đó chính là tai giữa. Đây là cái phần trọng tâm của bài này. À, thật sự là nó rất hay. Thì chị sẽ cố gắng truyền tải cái phần vi diệu nha. Vi diệu của cái tai giữa của mình để cho các bạn thấy. Thì đây là môi trường không khí nè. Đây là cái ống tai ngoài nè. À, và đây là cái màng nhĩ. Thì đây là tai giữa nha, và đây là tai trong. Tai trong thì chủ yếu tai trong nó là dịch, còn môi trường không khí là đi từ bên ngoài, nó là khí. Khí dẫn truyền âm thanh qua dịch thì nó sẽ bị cái gì nha, thì nó sẽ mất một số năng lượng, và tai giữa này chính là bộ phận nó sẽ làm lấy lại cái mức năng lượng đã mất đó. Như vậy âm thanh từ môi trường có trở kháng thấp, đó là môi trường không khí, được dẫn qua môi trường có trở kháng cao, đó là môi trường dịch, thì nó sẽ bị mất năng lượng. Thứ nhất là dựa vào hai cơ chế. Thứ nhất là tập trung lực từ màng nhĩ có diện tích lớn đến cửa sổ bầu dục có diện tích nhỏ hơn, và nhờ vào hoạt động của chuỗi sinh con, theo nguyên tắc một đoạn 7. À, đây là nhiệm vụ của tai giữa, và chị sẽ nói rõ hơn. Bây giờ các bạn nhìn thấy là đây là môi trường dẫn truyền nha. Giờ các bạn thấy là mình đi bơi đó, cái người đứng ở trên bờ nói chuyện, mình bơi ở dưới mình không có nghe. Mình phải lú đầu lên khỏi nước thì mình mới nghe được, là tại vì âm thanh đi từ môi trường khí tới cái bề mặt của mặt nước và không khí này thì nó sẽ bị mất 99,9% năng lượng, và nó chỉ còn có 0,1% năng lượng truyền xuống đây thôi. Cho nên là tai của mình âm thanh này nó sẽ bị mất 99,9% là tại vì trở kháng của cái hai cái môi trường này. Ha. Trở kháng là sự kháng lại của môi trường truyền âm. Để âm được truyền đi thì năng lượng của nó phải thắng được trở kháng này. Thì hầm nhĩ về mặt giải phẫu thì nó chính là một cái khoang chứa không khí ở trong xương thái dương, một khoang chứa không khí nha. Và nó có tách biệt ở bên ngoài bởi màng nhĩ, và bên trong nó tách biệt tới tai trong bởi cái cửa sổ bầu dục hoặc là cửa sổ tròn. Thì ba xương này nối với nhau là được nối với nhau bởi các cái khớp, và các xương bố này sẽ gắn với màng nhĩ. Này là khớp bố đe, và đây là khớp đe đạp nằm chỗ này nha. Và cuối cùng bàn đạp nó sẽ gắn cái khớp với lại cửa sổ bầu dục, là cái chỗ ốc tai đó, thì nó chỗ này. Và ở cái tai giữa này nó sẽ có hai cái cơ là cơ bàn đạp và cơ căng màng nhĩ, thì nó sẽ gắn với xương con. Và có một cái bộ phận nó gọi là vòi nhĩ sẽ gắn với tai giữa với vòng họng nha. Cái này sẽ dễ biết là khi nào mà mình bị nghẹt mũi đó, là mình sẽ biết là nó sẽ gắn về chỗ này nha. Rồi bây giờ mình xem là cái màng nhĩ của mình nó sẽ rung. Thực sự không phải là nó rung theo kiểu này đâu, mà mỗi cái vùng khác nhau nó sẽ rung những cái khác nhau, để nó sẽ truyền tải các cái tần số khác nhau. Cho nên tai của mình nghe được các tần số khác nhau. Không phải là nó rung như cái quạt rung, không phải. Nó là một cái màng nhĩ và nó rung những cái phần khác nhau với những cái cách khác nhau để giúp cho mình nghe được. Nha, như vậy thì đó là một cái cơ chế nghe rất là phức tạp. Thì các bạn thấy đây là cái màng nhĩ của mình. Thì đây là một cái màng nhĩ bình thường ha, nhìn cho mình thấy là có cái cán búa nè, đây, búa đe này núp trong đây rồi, và cái này là khớp đe đạp. Đây mình thấy một cái sợi dây thần nhĩ nó bắt ngang qua. Và đây là một cái tai giữa mình, cái tai bình thường, cho nên là mình đây mình thấy là tam giác sáng nha. Cái tai này cũng bình thường luôn, cái này là cái cán búa, cái màng nhĩ, và đây là tam giác sáng. Chúng ta thấy là tai của mình rất là đẹp, nhìn vô rất là đẹp. Các bạn thấy nhìn vô đây không hề có rấy tai gì sát cái vùng này hết nha. Nên là những cái chỗ nào mà có rấy tai là đều là bất thường hết. Rồi, đây là một cái hình sau khi cái màng nhĩ bị lấy đi thì mình thấy cái gì? Đây là cái xương bàn đạp nha, đây là cái xương đe và đây là cái xương búa nó núp ở trong đây. Và xương bàn đạp thì nó sẽ đạp vô cái cửa sổ bầu dục, và đây là cái cửa sổ tròn. Tất cả các cái bộ phận này chính là đáy của ốc tai, đáy của ốc tai. Rồi, chúng ta sẽ coi cái bộ phận này là xương búa, này là xương đe và này là xương bàn đạp. Đây là ba cái xương tách rời nhau. Nhưng khi nó xếp lại thì nó trở thành một cái hệ thống như là một cái đòn bẩy như vậy. Đây là búa, đây là đe và đây là đạp. Rồi, đây là cái phần khó nhất, hấp dẫn nhất trong bài này. Để các bạn nghe chỗ nào thì không cần biết, nhưng mà chỗ này các bạn phải nghe nha, tại vì nó là lý thú nhất. Như vậy thì màng nhĩ diện tích của nó là 80 mm vuông.
nhưng mà trong đó là chỉ có 60 mm vuông là có rung động hữu ích thôi. Ví dụ đây là cái màng nhĩ đi thì nó chỉ rung có khoảng chút xíu này thôi, là 60 dB trên 80 60 mm vuông trên tổng số 80 mm vuông nha. Âm thanh sẽ tới cái màng nhĩ này và nó truyền qua hệ thống xương con này để nó truyền tới một cái diện tích có cái mặt nhỏ hơn. Và khi mà cùng một cái lực đi qua một cái diện tích bự để truyền tới một cái lực đi ra có bệnh diện tích nhỏ, thì cái lực khi đi ra khỏi cái diện tích nhỏ này nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần nha. Và khi mà chênh lệch giữa cái diện tích bự này với cái diện tích nhỏ này thì người ta thấy tỷ lệ là 21 trên 1. 21 trên 1 nha. Và như vậy thì sự chênh lệch của cái diện tích của màng nhĩ này so với diện tích của đế bàn đạp thì nó chênh lệch là 21 trên 1. Và như vậy cái sự chênh lệch diện tích này sẽ giúp áp lực âm thanh tăng lên được 25 dB. Có nghĩa là có một cái diện tích bự là cái màng nhĩ nó hứng âm thanh vô, nó qua hệ thống này và ra một cái cửa sổ bầu dục nhỏ, thì nó cái hệ thống này giúp khuếch đại cái âm thanh tăng lên là 25 dB nha. Rồi, cái cơ chế thứ hai sẽ giúp cho mình nghe được to hơn, đó chính là cái cơ chế của cái đòn bẩy. Chúng ta thấy là cái em bé này thì nó nhỏ hơn, nó nhẹ hơn cái ông người lớn này, nhưng mà nó có thể bẩy được cái ông này. Cái này là mình dựa vào cái quy tắc đòn bẩy ha, là thiệt bao nhiêu lần về đường đi thì lợi được bấy nhiêu lần về lực, cho nên là nó sẽ có chênh lệch chiều dài của từng cái cán của cái đòn bẩy này và nó sẽ làm cho khuếch đại âm thanh. Thì chúng ta thấy là đây là cái cán của xương búa nha, và cái này là cái cán của cành xương đe. Cái điểm đặt của cái lực nó nằm ngay chỗ cái khớp này, và như vậy sự chênh lệch của cái độ dài của cái cán, cái điểm từ điểm đặt này tới đầu cán búa và từ điểm đặt này tới cái cành dài xương đe, đầu của cành dài xương đe, thì mình thấy là sự chênh lệch này là 1,3 trên 1. Có nghĩa là nó là hơn 1 phần 3 lần. Cái này là 1 phần 3, còn cái này là 1. Thì chiều dài nó chênh lệch là 1 phần 3. Và như vậy thì cái sự chênh lệch này sẽ giúp cho tai làm tăng lên được 2 đến 3 decibel. Như vậy là toàn bộ hệ thống này sẽ giúp cho chúng ta thu hồi được 30 decibel chỉ nhờ cái bộ phận này thôi. Thì chúng ta thấy là ở tai ngoài màng nhĩ thì được 5-6, rồi ống tai ngoài thì được 10 đến 15 nha. Còn bây giờ vô đây là được thêm 30. Như vậy là chúng ta thấy là cái độ cộng hưởng âm thanh nó sẽ càng ngày càng tăng lên, và nó giúp sẽ giúp thắng được cái trở kháng khi mà âm thanh truyền qua hai môi trường khác nhau. Rồi, cái cơ chế nghe thứ hai mình cần phải biết đó là vai trò của các cửa sổ. Thì chúng ta thấy là chúng ta có hai cửa sổ là cửa sổ bầu dục và cửa sổ tròn nha. Thì cái cửa sổ đầu tiên là cửa sổ bầu dục thì sóng âm làm di chuyển đế đạp, làm dịch trong tay trong chuyển động và làm di động màng đáy cọc ti. Và cái cửa sổ thứ hai là cái cửa sổ tròn thì chuyển động ngược hướng với cửa sổ bầu dục thì tạo ra sự lệch pha. Rồi chúng ta sẽ coi cái này. Sự lệch pha là cái gì? Có nghĩa là đây nhá, đây là xương búa, đây là xương đe và đây là xương bàn đạp. Xương bàn đạp nó sẽ đạp vô cái cửa sổ, tại nó đạp vô cho nên nó méo thì nó thành bầu dục, còn cái này không có gì đạp vô hết thì nó sẽ thành cửa sổ tròn nha. Để dễ nhớ thì chúng ta thấy là đây là cửa sổ bầu dục, âm thanh từ bên ngoài truyền vô thì đây là cái màng đáy. Cái màng đáy của nó thì nó sẽ độ cứng của nó tùy khác nhau, thì nói chung là màng đáy này sẽ cho âm thanh có thể xuyên qua, và sau khi âm thanh xuyên qua, cái sóng nó xuyên qua thì đúng hơn, cái sóng nó xuyên qua thì nó sẽ đi ra ngoài cái cửa sổ bầu dục này, cửa sổ tròn này, và nó làm cho cái cửa sổ tròn phình ra theo chiều ngược lại. Có nghĩa là cửa sổ bầu dục thì đạp vô thì cái này nó làm cho cửa sổ tròn nó phình ra chiều ngược lại. Cái cửa sổ này nó sẽ được phình trước và cái cửa sổ này nó được phình ra sau. Như vậy là có một sự lệch pha, cái này trước cái này sau. Cái này người ta gọi là sự lệch pha. Chính cái sự lệch pha, cái chỗ này tôi phình trước, đạp vô trước, cái chỗ này tôi phình ra sau. Chính cái hoạt động này nó sẽ làm di động cái màng đáy này. Và khi nó di động cái màng đáy này thì nó sẽ kích thích các sóng âm thanh, các cái sóng thần kinh mà chúng ta có thể nghe được là nhờ vào bộ phận này của ốc tai. Đây là cái ốc tai nha, mà người ta duỗi ra thẳng. Thì đây là ốc tai và đây là các cái sợi dây thần kinh thính giác. Và khi nó rung động như vậy thì nó làm cho tai mình có thể nghe được và nó kích thích các sóng thần kinh mà mình nghe nha. Như vậy đây là cái cơ chế của sự lệch pha. Cho nên là trong một cái trường hợp tai thủng nhĩ, đây là ống tai ngoài, đây là lỗ, đây là màng nhĩ bị thủng, thì khi màng nhĩ bị thủng á thì là âm thanh nó đập vô cửa sổ bầu dục, đồng thời nó đập đập vô cửa sổ tròn luôn, thì nó bị mất sự lệch pha này.
thì là tai mình sẽ nghe kém đi. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta có mất cái chủ xương con thì nó sẽ làm gián đoạn chủ xương con, mất đi hiệu ứng trụ và mất đi cái hệ thống đó. Nếu mất cái chủ xương con thì mình sẽ mất đi từ 40 đến 45 decibel. Nha, các bạn coi lại chỗ này. Có nghĩa là cái hệ thống này sẽ đảm bảo cho được tăng lên 30, nhưng mà nếu mà mất một cái xương con này thì tất cả những cái hệ thống này nó sẽ bị mất đi. Và như vậy thì nó sẽ mất đi tới 40 đến 45 decibel. À, như vậy là mất đi cái hiệu ứng trụ và mất đi sự lệch pha. Thì chúng ta tới một cái bộ phận nữa, đó chính là vòi nhĩ. Thì vòi nhĩ chính là một cái bộ phận giúp cân bằng áp lực của tai giữa và tai ngoài. À, sự cân bằng áp lực thì nó sẽ giúp màng nhĩ hoạt động tối ưu. Giờ các bạn tưởng tượng cái màng nhĩ mình nó như một cái quạt. Nó sẽ đứng trong không khí. Và khi mà bên này áp lực của bên này nó thổi đều, nó bằng với áp lực bên kia, hai mặt áp lực hai mặt ở hai bên của cái quạt đó nó bằng nhau thì nó sẽ phe phẩy một cách thoải mái. Tuy nhiên nếu mà một bên nó bị hút vô thì cái quạt đó nó sẽ không còn hoạt động tốt nữa, có nghĩa là nó rung không tốt nữa. Và khi mà nhĩ rung không tốt thì mình sẽ thấy là thính lực của mình nó bị thay đổi nha. Như vậy vòi nhĩ sẽ giúp cân bằng áp lực giữa hai bên, một bên là tai giữa và một bên là tai ngoài. Nếu hai bên của nó áp lực của nó bằng nhau thì tai màng nhĩ sẽ được rung tốt nhất. Như vậy nếu mà vòi nhĩ bị tắc vì bất cứ lý do gì thì nó sẽ làm áp lực ở bên trong hòm nhĩ, nó tạo thành áp lực âm. Và khi cái áp lực của một bên màng nhĩ nó là âm thì nó sẽ làm màng nhĩ kém rung động và làm cho áp lực ngoại dịch mê nhĩ giảm, và lúc đó làm cho bệnh nhân bị nghe kém, ù tai và chóng mặt. Có nghĩa là chúng ta thấy là khi mà chúng ta bị nghẹt mũi đó, tắc mũi đó, thì chúng ta sẽ nghe giống như tai nó kêu ồ ồ. Và trong những trường hợp nặng hơn thì mình có thể bị chóng mặt nha. Và đương nhiên là khi tai ù thì mình sẽ nghe kém đi. Cái tắc vòi nhĩ này thì kinh nghiệm ai cũng có thể biết được. Có nghĩa là khi các bạn bị sổ mũi, nghẹt mũi đó thì các bạn sẽ bị tắc vòi nhĩ và mình sẽ có những triệu chứng là nghe kém, ù tai ha. Còn nặng hơn nữa thì là mình sẽ thấy là bị chóng mặt nha. Rồi, vòi nhĩ có cái chức năng của nó là cái gì? Vòi nhĩ của nó sẽ có chức năng, ba chức năng. Thứ nhất là điều hòa áp suất thì mình biết rồi, đây là cái màng nhĩ, đây là tấm tai ngoài và đây là tai giữa. Tai giữa có ba cái xương con mà nó sẽ nối đây với lại cái vòi nhĩ. Thì cái vòi nhĩ này sẽ thông vô cái lỗ mũi của mình. Và áp lực không khí sẽ được điều hòa làm sao để cho áp lực của bên này bằng với áp lực của bên này. Như vậy chức năng của vòi nhĩ đầu tiên chính là điều hòa áp suất của không khí. Cái chức năng thứ hai là chức năng thanh thải dẫn lưu, có nghĩa là ở trong đây mà nó có cái nước gì đó thì vòi nhĩ là một trong những cái đường mà nó sẽ thoát cái dịch trong đây ra. Đó không phải là cách duy nhất, nhưng mà nó là một trong những cách để thoát dịch từ trong cái tai giữa ra. Và cái chức năng thứ ba là cái chức năng bảo vệ. Thì trong trong tai giữa của mình nó sẽ có một cái hộp, nhìn nó như cái hộp mà nó chứa không khí. Và cái áp suất này nó sẽ điều hòa, cái vòi nhĩ này sẽ điều hòa cái áp suất. Và khi mà cái áp suất của này nó được cân bằng đó thì nó sẽ có chức năng là bảo vệ cái thính lực của mình. Bây giờ các bạn tưởng tượng bữa nào mà mình bị nghẹt mũi á thì mình sẽ nghe được cái tiếng mình nó echo ở trong tai mình luôn, giống như là đi hát karaoke mà nghe nó echo vậy đó. Là tại vì cái tai của mình nó có cái vòi nhĩ và nó sẽ bảo vệ tai mình bởi những cái âm thanh do tự cơ thể mình nó có. Ví dụ các bạn thấy là mình nhai mình không nghe nó cục. Nhưng mà những cái người nào mà họ bị nghẹt mũi, họ bị tắc cái vòi nhĩ đó thì các bạn sẽ thấy là họ nghe được những cái tiếng nhỏ trong người mình, cái tiếng nhai, cái tiếng mình nói nó cũng echo. Vậy cái chức năng bảo vệ thính lực của mình nó bị giảm đi nhiều. Cho nên là những cái người đó họ nghe cái tiếng đó sẽ thấy rất là khó chịu. Như vậy đó là một cái chức năng gọi là bảo vệ được thực hiện bởi vòi nhĩ. Chúng ta nói học sơ về hoạt động của cơ bàn đạp và cơ búa. Cái này thì các bạn học chơi chơi thôi. Có nghĩa là khi mà cơ bàn đạp với cơ búa nó sẽ giúp cho, khi nó kéo thì nó sẽ làm gồng cứng cái hệ thống của chủ xương con này mà không có nhúc nhích gì được nữa. Thì nó sẽ có tác dụng là giúp cho tai của chúng ta được bảo vệ. Ví dụ như là mình nghe một cái tiếng rầm, một tiếng đạch nổ rất là lớn, thì tai mình lập tức là nó sẽ có cái cơ chế là nó kéo hai cái cơ đạp bàn đạp và cơ búa này để giúp cho cái tai mình nó đừng rung nữa, đừng có dẫn truyền âm thanh nữa. Thì đó là cái cơ chế bảo vệ. Tuy nhiên xui một cái là cái cơ này nó hoạt động chậm hơn cái tiếng ồn.
có nghĩa là chậm hơn tới 0,2 giây, 0,02 giây. Và khi nó hoạt động chậm hơn như vậy thì tổn thương nó đã xảy ra rồi. Nha. Như vậy thì nó một cái tiếng nổ bùm một cái, ví dụ như là đạn nổ đó, nó bùm một cái thì vô tới tai mình là nó đã gây ra tổn thương rồi, sóng âm, năng lượng âm thanh nó đã truyền đi rồi. Và sau đó 0,02 giây thì cái cơ này nó mới co cứng để đừng truyền nữa. Thì một số năng lượng đáng kể đã truyền vô tới ốc tai rồi, và như vậy mình đã bị điếc rồi nha. Và cái này các bạn không cần biết đâu ha. Rồi, như vậy thì mình sẽ thấy là đế đạp nó sẽ ấn về dịch, dịch vô trong đây nha, và nó sẽ làm cho dịch trong đây nó thay đổi, và nó sẽ làm cho các cái tai của mình, các cái sóng âm thanh nó sẽ ra ngoài cửa sổ tròn, và nhờ đó nó sẽ làm lay động cái màng đáy này nha. Rồi mình học một chút qua tai trong đi. Thì tai trong đây là cái ốc tai nha. Đây là một vòng, đây là hai vòng, còn đây là nửa vòng. Như vậy là nó sẽ xoắn hai vòng rưỡi, nó như con ốc vậy. Và đây là cái phần mà người ta chụp kính hiển vi. Sau khi bỏ hết những cái đầu ria đây thì đây chính là cái trục chính của cái ốc tai của mình. Phần này thì các bạn không cần học đâu ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình học về cơ quan cọc ti. Cơ quan cọc ti là cơ quan chính yếu của thính lực của mình nha. Đây là cơ quan chính yếu. Và thường thường ở đây sẽ có một câu hỏi thi liên quan tới cái cơ quan cọc ti này. Thì đây là cái hình cơ quan cọc ti đây nha. Đây là vịnh tiền đình nè. Cái này là vịnh nhĩ nè. Còn này là vịnh giữa. Thì giữa các cái vịnh này thì nó sẽ có các cơ quan cọc ti nó dài suốt từ trước ra sau nha. Người ta gọi là cái vịnh cái dễ hiểu chứ thực ra là nó tên là cái scale hoặc là scala đó. Rồi bây giờ mình nhìn nha. Chúng ta sẽ có một cơ quan cọc ti sẽ có 16.000 tế bào lông. Đây là một tế bào lông, đây là hai tế bào lông nha. Đây tế bào trên đầu nó có cái lông. Và trên đầu nó có cái lông. Thì nó sẽ có cái lông này, nó sẽ chạm vô cái này là màng mái. Còn cái này gọi là màng đáy. Có nghĩa là cái màng đáy khi mà cửa sổ bầu dục với cửa sổ tròn nó lật pha nhau thì cái màng này nó nhúc nhích. Khi mà cái màng này nó nhúc nhích thì cái tế bào lông này nó sẽ nhúc nhích. Nó sẽ nhúc nhích, nó sẽ truyền cái năng lượng của nó lên cái màng mái này. Và cái năng lượng của nó, đây là tế bào lông ngoài, thì nó sẽ truyền cái năng lượng của cái đầu này vô cái đầu của tế bào lông trong. Và tế bào lông trong sẽ thay đổi các cái neurotransmitter ở đây và tạo ra các cái sóng thần kinh để chuyển động trở thành các cái sóng thần kinh mà phát về não. Như vậy thì cái vi lông mao này nó sẽ tiếp xúc với màng mái, và cái này nó là cái nó sẽ di động, nó sẽ chuyển động nha. Rồi, đó là cái cơ quan cọc ti. Và đây là cái slide thường thường là sẽ đi thi. Người ta sẽ hỏi là tế bào lông ngoài là tế bào như thế nào. Thì chúng ta biết là có 3 hàng tế bào lông ngoài với 13.500 tế bào. Có lông tiếp xúc với màng mái, và khi có chuyển động cơ học thì nó sẽ làm thay đổi về điện, về thay đổi sự cơ học. Đầu tiên nó biến đổi về điện, sau đó nó biến đổi về cơ học. Và những cái tế bào lông này sẽ được dẫn truyền đến các cái tế bào lông trong. Và các cái tế bào lông ngoài này sẽ giúp tai mình phân loại được các cái tần số. Nha, mình xem lại cái hình này. Thì đây chính là tế bào lông ngoài là gồm có 3 hàng. Còn lông trong thì có 1 hàng thôi. Và những cái này nó sẽ rung động, nó di chuyển. Và nó sẽ thay đổi điện ở chỗ này. Sau này nó biến thành các cái chuyển động cơ học chỗ này. Và nó chuyển động qua chỗ này. Và nó chuyển thành các cái biến đổi điện. Thì nó biến thành các cái dẫn truyền thần kinh. Ha. Rồi, tế bào lông trong. Sẽ có một câu hỏi thi là tế bào nào là tế bào thần kinh giác quan? Thì mình phải nói là đó là tế bào lông trong. Tế bào lông trong mới là tế bào thần kinh giác quan. Tế bào lông ngoài thì không phải là tế bào thần kinh giác quan. Tế bào lông trong thì có 1 hàng thôi và có 3.500 tế bào. Thì nó sẽ ngăn cách với tế bào lông ngoài bằng đường hầm cọc ti. Nha, các tế bào lông không trực tiếp cắm vào màng mái mà nó cái lông đó nó chỉ nằm trên tế bào thôi và nó tiếp xúc với màng mái và nó tạo ra synapse với sợi thần kinh thính giác hướng tâm. Rồi, mình coi lại cái hình này. Vậy nó tạo ra synapse với các sợi thần kinh hướng tâm. À, cái này là hướng tâm là đi về não đây. Và ngăn cách bởi nhau bởi các cái đường hầm cọc ti. Đây là đường hầm cọc ti, cơ quan cọc ti ha. Rồi. Này không cần học đâu, nhiều quá. Rồi bây giờ mình tới một cái phần hấp dẫn nhất. Ở đây
làm sao mà tai mình nó có thể phân biệt được các cái tần số âm thanh là nó nghe như thế nào thì mình sẽ biết được ha. Thì mình coi lại, đây là tế bào lông ngoài, gồm có ba hàng, đó là lông trong. Các cái lông nó nghiêng qua nghiêng lại thì nó sẽ chạm vào cái màng mái, và các cái màng mái này nó sẽ chuyển cái chuyển động cơ học này qua cái tế bào lông trong. Đây là lông của tế bào lông trong và nó sẽ tạo thành dẫn truyền thần kinh vô chỗ này nha. Rồi bây giờ mình xem nó sẽ như thế nào. Đây là một cái tế bào lông, thì đây là các cái lông nha. Tùy theo các cái lực, cái lông nó nghiêng nhiều, nghiêng ít, nghiêng trái qua hay là nghiêng phải thì nó sẽ tạo ra các biến đổi hóa học ở trong này. Các biến đổi hóa học là ví dụ kali, natri, canxi gì đó, nó sẽ làm thay đổi điện và nó sẽ làm thay tạo ra các cái dẫn truyền thần kinh ở chỗ này. Thì chúng ta nhìn nhé, khi mà ví dụ như là các cái lông nó nghiêng qua một bên thì nó sẽ kích thích này, nó bị khử cực nè, thì nó sẽ tạo ra mở cái kênh kali này vô thì nó sẽ tạo ra các cái tần số, cái tần số sóng hoặc là những cái điện khác. Và khi nó đứng thẳng lên, nó không có nghiêng thì nó sẽ tạo ra tình trạng gọi là tái cực. Và khi mà tình trạng này thì nó sẽ làm ra cho canxi, natri, kali nó thay đổi. Thì những cái tín hiệu này thì nó sẽ giúp cho mình có những cái xung động thần kinh khác nhau. Như vậy thì cái lông tùy theo nó nghiêng trái hoặc là nó nghiêng phải hoặc là nó đứng thẳng thì nó sẽ tạo ra các cái rung động thần kinh khác nhau. Rồi, bạn coi lại nha. Khi mà nó nghiêng qua một bên thì nó sẽ mở các cái kênh này ra và canxi, natri nó chạy lung tung như đó, và những cái biến động này nó sẽ tạo ra các cái synapse thần kinh và đi về trong não. Và tất cả những cái bộ phận này là tai trong và được xử lý ở tai trong, đây chính là bộ phận ốc tai. Rồi, bây giờ chị, các bạn đọc lại cái những gì chị nói, đó là nó vô cái này, sinh lý của tế bào lông thì là lông chuyển của tế bào sẽ bị méo, đó có nghĩa là nghiêng qua một bên hoặc là thẳng, khiến tế bào giãn cực và hình thành tín hiệu điện. Khi các cái lông này bị cong thì nó sẽ mở ra để đón nhận kali vào, và khi mà nó giãn cực thì nó sẽ khiến cho kênh canxi mở ra, và như vậy thì nó sẽ có các cái neurotransmitter đó. Như vậy thôi, nguyên tắc của nó có đơn giản. Đứng thẳng, méo qua một bên hoặc là méo qua bên trái hoặc méo qua bên phải. Rồi, chúng ta học tới một cái phần khác, một phần cũng lý thú của tai. Có nghĩa là làm sao tôi phân biệt được một cái tai nó nghe được âm thanh như thế nào. Thì mình sẽ phân biệt được dựa vào một cái khác biệt. Và cái phần nghiên cứu đó thì người ta sẽ gọi là tonotopy. Chúng ta thấy là những cái khác biệt về tần số âm thanh sẽ liên quan đến độ rộng và độ cứng của màng nền, cũng như việc âm thanh tạo ra một sóng gợn, standing wave. Các bạn đọc cái này trước đi, rồi tí nữa chị sẽ giải thích sau. Tần số cao thì khiến màng nền rung động ở gần đáy ốc tai, bởi vì cái chỗ đó nó cứng và hẹp. Tần số thấp sẽ rung động ở phần đỉnh ốc tai, bởi vì chỗ đó nó mềm và nó rộng hơn. Rồi. Tế bào lông ở vùng màng nền sẽ rung động và chuyển kích thích cơ học này thành tín hiệu điện. Này chưa, đọc này được chưa? Xong bây giờ chị sẽ giải thích cái này rất là kỹ. Đây là cửa sổ bầu dục, đây là cửa sổ tròn, đây là đáy ốc tai và đây là đỉnh của ốc tai. Đây là cái hình ốc tai người ta duỗi thẳng ra. Ốc tai người ta duỗi thẳng ra và người ta thấy đây là gọi là màng đáy. Thì đây là màng đáy của ốc tai và chúng ta sẽ thấy là ở phần đây là đáy ốc tai, đây là đỉnh. Thì ở đáy thì nó cái chiều ngang này nó hẹp hơn, so với ở đỉnh thì nó rộng hơn, và ở phần đáy này thì nó cứng hơn, và phần đỉnh thì nó sẽ mềm hơn. Nó là một cái dải nha. Như vậy thì nó sẽ tương ứng với các tần số là 16.000 Hz, 8.000, 4.000, 2.000, 1.000 và 500. Như vậy càng về phía đỉnh người ta nghe được những cái tần số nó nhỏ, 500, thì những cái tần số thấp nó sẽ ở đỉnh và những tần số cao thì nó sẽ ở đáy. Rồi bây giờ các bạn sẽ tưởng tượng được là mình thấy là vận động viên thể dục dụng cụ đó, các bạn thấy mấy cái cô mà múa cái cầm cái dải lụa, cái cây có cái dải lụa đó, thì cái màng đáy của mình nó cũng sẽ rung như cái dải lụa đó, nó sẽ rung như cái dải lụa đó, và tùy theo cái phần dải lụa ở gần cái cây hay là ở gần phía đầu thì nó sẽ có các cái độ cứng khác nhau. Cái dải lụa nó sẽ có độ cứng khác nhau.
và các cái độ cứng khác nhau đó thì nó sẽ cho các loại âm thanh có tần số khác nhau xuyên qua. Nha, ví dụ như thế này. Đây là đáy ốc tai và đây là đỉnh ốc tai. Thì đáy ốc tai nó sẽ cho các âm thanh ở tần số cao. Có nghĩa là nó dày đặc như này nè. Thì cái âm thanh đó nó sẽ xuyên qua được cái màng đáy ở cái vùng đáy, có nghĩa là vùng tần số cao. Còn các cái sóng mà có tần số thấp là nó thưa hơn, thấp là nó thưa. Tần số thấp thì nó sẽ làm cho cái màng đáy này được xuyên qua ở đỉnh ốc tai, là nơi mà chỗ này nó mềm hơn và nó rộng hơn. Thì cái tần số nào mà thấp, thưa thì nó sẽ đi, nó sẽ rung ở phía đỉnh ốc tai. Còn tần số nào là tần số cao, dày thì nó sẽ rung cái màng đáy ở cái vùng tần số ở cái vùng đáy của ốc tai. Như vậy chúng ta tưởng tượng là cái màng đáy này giống như cái đờn piano. Có nghĩa là ở bên trái của nó là những tần số thấp, âm trầm, và ở trên cái đầu bên phải đối diện cái tay của mình khi mà đánh đàn á, thì bên phải cái đầu đó nó sẽ chính là tần số cao, cái âm thanh nó cao hơn mà. Mình thấy nó ở dưới nó thấp, nó đồ, ví dụ thì quanh kiến thanh nó thành đố. Thì như vậy là cái tần số ở bên tay trái của cái đờn piano đó là tần số trầm, và cái tần số ở trên, ở cái phía đối diện, ở cái đầu đối diện của cái đàn đó nó chính là tần số cao. Thì như vậy là ở tai mình á thì nó sẽ có cái phân bố như là cái đờn piano vậy. Có nghĩa là âm trầm thì sẽ ở vùng đỉnh ốc tai, còn âm cao, âm bổng ha, tần số cao thì nó sẽ ở đáy ốc tai. Như vậy là này là phần đáy này lên tới đỉnh này, cái độ dài nó dày nha. Đó là nó khác nhau. Như vậy thì là đây là cái cơ chế mà giúp cho mình phân biệt được âm thanh. Ví dụ như là âm thanh nó phát vô trong tai mình thì cái âm thanh tần số cao này thì nó sẽ nghe được ở đây, âm thanh tần số thấp này nó nghe được ở đây. Và đó là một cái quy trình phức tạp, nhưng mà nhờ nó sẽ giúp cho mình phân biệt được các cái âm thanh. Rồi, tiếp này y chang vậy thôi nha. Như vậy là ở đây là đáy ốc tai và đây là đỉnh ốc tai, sai luôn. Đúng rồi, này đáy ốc tai và đây là đỉnh ốc tai. Rồi, âm thanh ở tần số nào thì sẽ khiến rung động của đúng vùng tương ứng trên màng nền, trên màng đáy á, màng đáy hoặc là màng nền nha, basilar membrane, màng đáy, màng nền, và cũng đúng với những tế bào lông đó. Tuy nhiên, âm thanh cường độ mạnh sẽ khiến cho tần mức rung động nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ là cảm thấy mình nói là nó nói lớn hơn. Cái câu này nó hơi khó nha các bạn. Có nghĩa là không phải tai mình nghe không phải như lý thuyết là 1 cộng 1 bằng 2, mà nó còn có cái sự cộng hưởng nữa. Các bạn thấy là âm thanh thì nó sống đó, nó sẽ có sự cộng hưởng. Như vậy thì cộng hưởng là một cái quá trình nghe quá khó, mà trong mức độ của mình thì mình không giải thích cái đó nhiều nha. Cái này mình chỉ nói là chúng tôi sẽ diễn giải được như là nó lớn hơn, nó hay hơn. Nhưng mà về cơ bản thì tai mình nó sẽ phân biệt được những cái âm thanh theo kiểu như vậy. Rồi, tóm lại chúng ta sẽ thấy là vành tai quy tụ sóng âm, xong rồi màng nhĩ rung chậm thì là âm thanh trầm, rung cao, rung nhanh thì là âm thanh bổng, và sau đó thì âm thanh vào theo các cái chủ xương con, và nó sẽ có dựa vào là độ lệch pha và hệ thống đòn bẩy. Như vậy nó sẽ khuếch đại âm thanh lên, và như vậy có sự thay đổi áp suất trong ống tai và làm lay động các cái tế bào lông. Và khi mà các tế bào lông bị lay động thì nó sẽ làm cho các lông bị uốn cong và tạo ra các cái điện thế. Như vậy thôi nha. Cái này là chị nói lại những cái gì mà nãy giờ chị nói đó, tóm lại cho các bạn đọc cho dễ thấy. Rồi, bye nha. Rồi, bây giờ mình tới cái phần cuối cùng, lý thú cuối cùng trong cái bài này. Đó chính là mình sẽ phân biệt được là sự khác biệt về mức độ âm thanh nó như thế nào. Ví dụ như là mình đứng quay mặt ra phía trước, có một cái âm, có một cái người đứng sau lưng mình, họ phát ra một cái nguồn âm. Em đứng quay mặt ra phía trước, em nhìn, em biết là cái người đó họ gọi bên phải hay bên trái mình. Cái thứ hai là mình biết đây là cái người đàn ông hay cái người đàn bà. Cái người đàn ông thì họ sẽ nói là giọng có tần số trầm, còn cái người phụ nữ thì họ sẽ nói là âm có tần số cao. Như vậy thì làm sao tai mình phân biệt được? Thì đây là cái cách mà mình có thể phân biệt được. Thứ nhất là sự phân biệt về mật độ âm thanh. Có nghĩa là bây giờ cái nguồn âm thanh này nó đến với mình,
và cái đầu mình nó sẽ trở thành một cái bộ phận, nó sẽ chặn lại. Nếu đây là một âm tần số cao thì nó sẽ chặn cái âm, tức là bên tai bên này thì có âm thanh, còn bên này nó bị che khuất, nó bị che khuất âm thanh. Tại vì cái chân, cái bước sóng của nó là âm tần số cao, cho nên là nó có cái sự khác biệt về mật độ, có nghĩa là bên đây thì nhiều âm hơn, cái này thì bị chặn bớt. Như vậy thì đây là cơ chế để mình biết được là nó khác nhau như thế nào. Thì cái này là cơ chế đầu tiên, là cơ chế của âm tần số cao, có nghĩa là khác nhau về mật độ âm thanh. Lý do là vì âm thanh nó đã bị chặn lại bởi cái đầu của mình. Ha. Cho nên là cơ chế đầu tiên để mình có thể phân biệt được cái âm đó là âm trầm hay âm cao, có nghĩa là mình sẽ dùng cái mức độ về khác biệt về mức độ âm thanh. Thì nếu đó là âm cao, là tần số cao, thì nó sẽ đi theo cái cơ chế này, có nghĩa là cơ chế về sự khác biệt về mức độ âm thanh. Đó là cơ chế thứ nhất. Cơ chế thứ hai là sự khác biệt về thời gian. Cái này là áp dụng cho cơ chế của tần số thấp, có nghĩa là cơ chế tần số thấp, có nghĩa là cái bước sóng nó bự hơn và nó thưa hơn. Như vậy thì đầu tiên nó đi tới tay này trước, sau đó nó tới tay kia sau. Như vậy nó tới tay này trước, nó tới tay kia sau, thì giúp mình phân biệt được đó là âm của tần số thấp hoặc là tần số cao. Như vậy trong thứ hai là cơ chế sự khác biệt về thời gian, thì đó là cơ chế của tần số thấp. Như vậy có một cái âm, có một cái nguồn âm nó tới tay mình do một người nam nói thì mình cũng biết đó là âm trầm, do một người nữ nói thì mình biết đó là âm cao. Đây là cái cơ chế cộng thêm là sự phân biệt này kia, cho nên tai mình nó có thể phân biệt được các loại tần số khác nhau và nó sẽ giúp cho mình nghe được ở các cái mức độ khác nhau. Rồi mình qua một cái bộ phận nhỏ thôi, đó là cái giấy tai của mình. Giấy tai của mình nó có tác dụng là khuếch đại âm thanh và giúp định hướng âm thanh trước sau nha. Đôi khi mắt của mình nó sẽ giúp mình nghe tốt hơn nha, có nghĩa là khi mà mình nhìn người ta nói chuyện thì mình có cảm giác là mình nghe tốt hơn nha. Thì mắt của mình nó cũng có thể phối hợp để giúp định hướng âm thanh và giúp mình nghe tốt hơn. Rồi, đó là những cái gì mà tất cả các bạn cần phải biết về cơ quan thính giác ngoại biên. Bây giờ thì các bạn có thể thắc mắc. Bạn thắc mắc đi. Có ai thắc mắc gì thì... Dạ em trong cái slide vừa rồi chị, là em có thấy một cái câu là có thể sai khi mà nghe người đó nói chuyện bằng bụng. Thì em không hiểu cái câu đó lắm mà. À, nói chuyện bằng bụng là mình có coi phim Kiếm Hiệp Kim Dung đúng không? Đứa nào có coi phim Đàn Diên Khánh á, cái ông đó là ông bị cái gì đó thì ông dùng cái hơi từ bụng phát ra. Thì các bạn biết là ở trong tai mũi họng đó, người ta có cái phần gọi là ung thư thanh quản ha. Ung thư thanh quản có nghĩa là bệnh nhân bị cắt mất cái thanh quản đi, mà người ta không còn cái voice box đó nữa, cái bộ phận để nói người ta không còn nữa. Thì lúc đó người ta sẽ dùng một cái hơi từ một cái nguồn khác, đó chính là từ cái bụng. Tức là khi mà chúng ta biết là thực quản với khí quản thì nó nằm sát nhau, nó cách nhau bởi một cái lớp cơ thôi. Thì bây giờ cắt đi cái khí quản rồi thì hơi từ trong phổi nó không lên được cái bộ phận, nó hơi trong phổi thì nó không có. Nó lên được nhưng mà nó không có cái bộ phận mà có thể nói được. Cho nên nếu người ta dùng cái hơi từ trong bụng nói ra thì mình sẽ không phân biệt được là cái tần số nó như thế nào nữa. Thì đó là cái người ta nói về cái bằng bụng đó đó. Nhưng mà cái đó thì quá sâu và mình ít thấy, các bạn ít thấy. Các bạn muốn thấy mấy cái bệnh nhân đó thì mình sẽ thấy ở cái người mà họ bị ca thanh quản. Đúng rồi, ca thanh quản họ sẽ bị cắt mất cái phần thanh quản đó đi. Thì chúng ta sẽ thấy nó như thế. Rồi, có ai hỏi gì không? Cho em hỏi cô. Hỏi đi. Là cô nói là cái phần ở 1/3 tai ngoài á thì là chỗ đó nó sẽ có lông, tức là nó sẽ sinh ra ráy tai đó. Đúng. Vậy đúng. Thì theo em ý là nếu vậy tại sao nếu như nó nằm ở 1/3 tai ngoài thì nó không kiểu mà sinh ra ráy tai đó xong nó rớt ra ngoài luôn? Là cái chân thứ nhất. Với lại cái thứ hai là nhiều khi ráy tai á, mình ráy tai á thì mình có cảm giác khi mà mình đưa vào sâu quá thì mình cảm giác đau, thì lúc đó nó phải là nó đang chạm vào khúc mà gần màng nhĩ cho nên nó gây ra cảm giác đau hay không đó cô? Ok. Câu hỏi cũng lý thú đó ha. Các bạn thứ nhất là đúng là ráy tai thì nó chỉ ở 1/3 ngoài thôi, nó không có ở trong. Và khi mà mình
gọi là mình ngoái tai đó, mình có cảm giác đau là tại vì trong cái tai của mình á, càng gần màng nhĩ á, càng khu vực đó thì mình sẽ có tới 4 sợi dây thần kinh, 5, 7, 9, 10. Nó sẽ cái ống tai như vậy thì xung quanh nó là khu vực chia làm 4. Thì nó sẽ là 5, 7, 9, 10 là do 4 sợi dây thần kinh đó điều khiển. Và khi các bạn thấy là mình ngoáy càng sâu, mình ngoáy đau á, mình đè chút xíu nữa, mình ngoáy chút nữa thì mình ho. Bạn thấy ha, khi mình ho thì mình biết là mình kích thích sợi dây thần kinh số 9, số 10. Ha, như vậy thì ở phía dưới á, là 9, 10, ở trên là 5, 7. Cho nên là khi mà mình ngoáy tay vô thì mình bị đau. Rồi, à, về nguyên tắc là ráy tay nó sẽ rất là ngoài, đúng là như vậy. Rồi, bây giờ chị sẽ nợ cái câu ráy tay rất là ngoài hay sao đó. Chị sẽ trả lời sau khi mà chị giảng cái bài phần tiếp theo. Chị nợ bạn câu đó một chút nữa sẽ giải đáp liền. Rồi, ai có câu hỏi gì khác? Bây giờ chị sẽ ở trên cái phần mềm này, tim nó bị hư, bây giờ chị sẽ phải đóng cái cửa sổ. Chị chỉ thấy có đúng một cái lỗ có thể đóng được. Như vậy thì có thể là nó sẽ đóng luôn cái phần này. Cho nên là nếu các bạn thấy chị biến mất thì chờ chút xíu chị vô lại ha. Các bạn chờ chút. Cái tim này sẽ nó kỳ cục quá ha. Cái đồ quỷ sứ này nó hư hoại luôn. Rồi, còn chờ cho đóng được đi chứ để không thấy đường gì hết. Rồi, các bạn chờ một chút, trong thời gian chờ đợi thì các bạn hỏi thêm đi. Chị biết gì thì chị sẽ trả lời cho. Chị giảng có vẻ rất nhanh đúng không? Bài này bình thường chị giảng 2 tiếng rưỡi mà tại không có ai, chị không thấy ai hết. Cho nên là chị giảng rất là nhanh. Chứ còn bình thường vô trong lớp thì chị nói nhiều thứ hơn. Nhưng mà thôi kệ, Covid biết vậy được rồi. Dạ chị ơi, cho em hỏi cái được. Ừ, hỏi đi, hỏi cái gì cũng được chứ. Mình đi học mà phải hỏi chứ. Dạ, ý là nãy em thấy là những cái âm thanh mà có tần số cao hoặc là thấp thì nó cái mức, cái khoảng cường độ của nó là mình sẽ nghe thì sẽ nhỏ hơn là những cái âm thanh khoảng ở 1000 ở một tần số 1000 á chị. Chị hỏi là tại sao được chị? Chị chưa hiểu câu hỏi của em, nó là sao? Em nói lại. Dạ ý là hồi nãy em thấy có cái hình đó là ở những cái âm thanh ở tần số cao như là khoảng 10,000+ á thì cái thì phải lên tới 80 dB thì mình mới nghe rõ được, còn qua khoảng đó là sẽ không nghe rõ được. Ừ. Dạ, do em hỏi là tại sao được. À thì đó, tại vì cái tai mà nó thiết kế như vậy, tức là cái tần số mình nghe tốt nhất là từ 500 cho tới 2000. Nên là ra những cái số tần số cao hơn hoặc thấp hơn thì nó nghe không tốt nữa. Cho nên nếu mà em muốn người ta nghe thì em phải nói lớn hơn. Vậy thôi. Em có nhớ cái hình mà nó có cái biểu đồ không? Dạ nhớ. Đó, cái hình đó thì ở cái mức mà tần số mình nghe tốt á, thì mình chỉ cần nói nhỏ nhỏ khoảng 20 dB là người ta nghe rồi. Thực sự là khi mà em nói chuyện với bạn đó, cái mức mà em nói chuyện đó là 60 dB. Nhưng mà ví dụ là em muốn nói thấp hơn thì em phải tới gần nó hơn. Nhưng mà nếu mà em nói cái tần số thấp hơn mà em không muốn tới gần nó thì em phải nói lớn hơn để cho năng lượng nó chuyển được tới cái tai của nó. Vậy thôi. Dạ, em cảm ơn. Ừ. Rồi các bạn hỏi tiếp đi, trong thời gian chị đang mở cái slide này ra. Máy tính phần mềm gì update tùm lum, xong rồi nhảy nhót búa xua, xong chị chỉnh biết bao nhiêu là phong nó cũng nhảy tùm lum. Xong bây giờ team nó cũng cày giật luôn. Rồi. À, các bạn suy nghĩ ra thêm câu hỏi đi. Chị vẫn còn đang mở cái bài này của chị ra. Dạ, thôi dạ. Ừ, nói đi, nói đi. Nó có là ngưỡng cường độ để mình kiểm tra cái tai mình nghe còn tốt hay không á chị. Khoảng bao nhiêu ấy là nó mình phải nghe cường độ mà tăng trên bao nhiêu thì mình mới xác định nó là mình đã nghe kém hơn ạ. À, mình biết là ngưỡng nghe tốt nhất là 0 decibel. Cái máy của mình người ta set ở cái mức năng lượng đó là 0 decibel. Nếu mình muốn đo biết là mình nghe tốt hay không thì mình phải đo một cái gọi là thính lực đồ. Thì khi mà các bạn đo thính lực đồ thì các bạn sẽ biết được là mình sẽ nghe được hưởng ngưỡng bao nhiêu. Ở thính lực đồ thì họ sẽ đo các tần số là 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 và 10000. Đó, tùy theo cái máy. Thì khi người ta đo như vậy thì mình ra được một cái đường thính lực đồ của mình. Nếu nó nằm ngang xung quanh mức 0 decibel là có nghĩa là tai mình nghe rất tốt. Còn nếu mà nó tăng hay nó giảm xuống thì mình sẽ biết là mình nghe kém đi. Như vậy tốt nhất là mình sẽ nghe được ở mức là 0 decibel. Dạ, dạ em cảm ơn chị ạ. À ok. Rồi, như vậy thì chị đã giảng xong cái bài
trong cái bài gọi là giải phẫu và sinh lý cơ quan thính giác ngoại biên. Tại vì trong tình hình Covid cho nên là lần nào chị cũng giảng cái bài để các bạn đi lâm sàng học nội soi đó, thì thứ nhất là giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian nha, để các bạn có giờ để mà nếu mình được đi lâm sàng thì mình sẽ đi xuống lâm sàng luôn, thì các bạn chia nhóm ra 4 nhóm 3 nhóm gì đó thì nó hơi mất mất thời giờ của các bạn. Cái thứ hai là nếu mà chị giảng trước như vậy thì mai mốt có những cái nhóm mà lúc mà người ta thi đó thì người ta sẽ không phải có cái giờ học rồi với chị, các bạn sẽ tiết kiệm giờ ha. Như vậy thì chị sẽ giảng bài này hơn lâu hơn một chút nha, vẫn trong cái thời cái số mà giờ thì các bạn có thể học được. Cho nên chị hy vọng là chị cũng sẽ làm cho cái này nó nhanh thôi nha. Rồi ok, bây giờ chị sẽ share cái phần mà cái bài giảng này là cái bài giảng để các bạn đi lâm sàng nha. Các bạn học trước như vậy thì cái bài này thì chị sẽ gửi PowerPoint cho các bạn, gửi video nếu các bạn muốn, thì tới lúc mà các bạn đi lâm sàng hoặc là các bạn thi gì đó thì các bạn sẽ thấy dễ hơn. Cái thứ hai nữa là cái bài giảng của chị á, thường thường á, cái bài giảng này trước đây là của bác sĩ Nguyễn Nam Hà dạy, và cho nên là đề sẽ do bác sĩ Nguyễn Nam Hà cho. Nhưng mà khi mà qua tới chị á, thì chị bổ sung thêm nhiều hình ảnh hơn và nói cho các bạn biết nhiều hơn một chút. Thành ra là chị sẽ gửi cả hai bài để làm chi. Cái bài mà các bạn cần học là cái bài của bác sĩ Nguyễn Nam Hà. Còn cái bài mà chị giảng cho các bạn thì các bạn học để biết thôi. Và quan điểm của chị từ trước tới giờ là học để biết, chứ còn điểm thi là không quan trọng. Đối với chị là điểm thi là đứa nào cũng phải thi được hết. Tại vì đi ra trường thì mới quan trọng, chứ còn thi cử là quan trọng. Cho nên là nếu mà chị làm giáo vụ thì chị cho đề thi nó cũng ok thôi, không có gì. Nhưng mà chị không thích những đứa lười biếng và những người không có học hành gì nha. Nhưng mà thực sự là nếu mà các bạn sẽ nhận được hai bài thì một bài sẽ là của bác sĩ Nguyễn Nam Hà, thì các bạn nên học cái bài đó để mà đi thi cuối đợt đó. Còn cái bài của chị thì các bạn giúp cho các bạn hiểu được nhiều hơn thôi. Rồi, Nguyễn Huỳnh Phương Thanh, bạn hỏi gì? Dạ, thưa chị là em có một câu hỏi là đôi khi với chị thì mình sẽ thấy một cái tiếng e, ý là ở một bên tai chị. Thì cái lúc đó thì mình cái tiếng âm thanh đó là do đâu tạo ra và nó có bất thường không ạ? Nó có nhiều cơ chế cho cái vấn đề đó. Thứ nhất là nó có thể do vòi nhĩ bị tắc thì em có thể bị nghe cái tiếng đó. Có thể những cái nhiễm trùng mũi họng nó làm cho tắc vòi thì nó có thể gây. Cái thứ hai là cái nguyên nhân là nó ngay tại cái ốc tai. Thì đó là có thể là triệu chứng đầu tiên của một cái bị giảm thính lực. Và tùy theo cái tiếng nó kêu e như vậy, nó kêu bao lâu và nó kêu như thế nào. Đầu tiên nếu nó kêu một cái tiếng trầm ù thì khả năng là nó là cái tắc vòi. Tuy nhiên nó kêu như con dế hoặc nó kêu như là cái tiếng kim loại cọ sát, có nghĩa là âm thanh tần số cao, nó kêu rét, thì khả năng cao là mình bị điếc đột ngột ha. Này thường thường gặp ở những cái người lớn tuổi. Các bạn sẽ thấy là từ 50 tuổi trở lên thì tự nhiên mình bị nghe nó ồ liên tục hoặc là bị điếc liên tục, thì lúc đó việc đầu tiên là mình phải đo thính lực đồ nha. Kinh nghiệm cho thấy là cái bệnh này một khi mà nó đã bị hư tai thì không có chữa được, cho nên là cái lúc đó điều trị của mình sẽ là còn nước còn tát, mình tát tới chừng nào thì kệ mình nha. Nhưng mà phải nói với bệnh nhân biết trước là không có nhiều hy vọng và sẽ cần thời gian lâu. Nhưng mà tuy nhiên thì chính bản thân người nhà của chị cũng bị cái tiếng đó, nó kêu ồ và nó làm cho ù tai. Chính thầy của chị, người nước ngoài đó, cũng bị vậy luôn. Ông ngồi ông cười, ông nói với mình á là tao nói cho mày biết, chính bản thân tao nó cũng kêu như con dế trong tai suốt cả ngày. Mà sao họ làm gì? Họ sống với cái tiếng đó chứ không có chữa được. Tuy nhiên về nguyên tắc là còn nước còn tát thì mình sẽ tát bằng cái gì? Là mình uống Ginkgo Biloba. Uống lâu năm lắm nó mới có tác dụng. Thực sự là người ta đã nghiên cứu rất nhiều về Ginkgo Biloba và người ta thấy là uống cái đó vô nó có tác dụng, nhưng mà phải rất là lâu. Và người nhà của chị thì sau khi uống 3-4 năm thì một ngày đẹp trời tự nhiên nó bớt kêu. Chỉ nhờ uống cái đó thôi, Ginkgo Biloba, cái cao bạch quả đó. Các bạn lên mạng Amazon gì đó mua về cho người nhà uống. Nha, uống cái đó vừa thông minh, vừa trí nhớ tốt mà lại vừa bớt ù tai. Thì càng còn cái đó. Còn nếu trong trường hợp điếc đột ngột mới xảy ra thì chúng ta sẽ điều trị được bằng corticoid, chích xuyên màng nhĩ hoặc là chích vô trong tai đó, hoặc là chích vô trong người mình. Thì đó là những cái biện pháp mà gọi là available để mà chữa, chứ còn hiệu quả thì không biết, không có gì chắc chắn. Tuy nhiên đối với quan điểm là còn nước còn tát thì tát tới đâu thì tôi tát tới đó nha. Hở ra là muốn tát là tát à.
Rồi, các bạn hỏi gì nữa? Nãy giờ chị thấy có 3-4 người hỏi gì đó. Dạ chị ơi, em thắc mắc là trong cái tắc bò nhĩ thì mình có một cái triệu chứng là chóng mặt đó. Thì em không rõ là cái chóng mặt đó, cái cơ chế của nó có liên quan đến cái bộ phận tiền đình không? Và nó có giống như cái chóng mặt trong cái rối loạn tiền đình không? Cái này cơ chế nó phức tạp lắm, nói hơi khó cho các bạn. Chị mà giảng bài này là chị phải giảng cái bài này nó dài cả tiếng. Tiền đình là một cái phần rất là khó. Tuy nhiên mình có thể hiểu được là khi mà tắc vòi thì cái áp lực ở trong tay giữa thì nó sẽ giảm đi nhiều. Và khi nó giảm đi nhiều thì nó sẽ làm giảm độ rung. Và nó giảm độ rung mà nó làm tăng cái áp lực, cái áp suất lên cái đế bàn đạp. Và khi nó đế bàn đạp thì nó sẽ đè vô cái bộ phận ốc tai. Thì ốc tai nó có liên hệ với tiền đình. Như vậy là bằng một cách nào đó nó có thể làm ảnh hưởng. Như vậy mình có thể bị chóng mặt do cái cơ chế đó. Được chưa? Dạ, em cảm ơn chị. Với lại em còn thắc mắc là hồi lúc mà em học cái bài chăm sóc sức khỏe ban đầu của thầy Sơn dạy thì thầy có nói có một cái là điếc do di truyền đó, thì những bệnh nhân đó là thường sẽ điếc đặc luôn. Thì em không có hình dung được là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ chế nghe này. À không, cái câu đó chị không trả lời được tại vì nó quá phức tạp ha. Với hai là thầy nói sao thì chị thứ nhất á là nó không có gọi là nó quá phức tạp để giải thích cho một cái bệnh về điếc bẩm sinh, thực sự là rất là khó nha. Điếc bẩm sinh có nhiều level chứ không phải đứa nào điếc bẩm sinh cũng điếc đặc, mà người ta sẽ có điếc nhiều mức độ, điếc một số tần số, điếc này điếc kia. Cái bài này quá sâu nên là chị sẽ không giải thích cái phần này liền bây giờ tại vì nó thực sự là rất sâu. Cái này là chắc em phải đọc sách riêng hoặc là tìm hiểu riêng chứ còn rất sâu, không giải thích được trong một thời gian rất là ngắn. Dạ em cảm ơn chị. Cái này không phải là không biết giải thích nhưng mà nó nhiều quá, để giải thích cho một cách đơn giản mà em có thể hiểu được thì chị chắc phải mất nửa tiếng cho câu hỏi này. Thành ra là tai nghe của mình nó rất là quý diệu đó, ý chị nói vậy, nó quý diệu đó. Sao nãy giờ chị share cái hình này các bạn có thấy không? Chị có một cái video các bạn có thấy không? Dạ không thấy gì cả chị. Bây giờ thấy chưa? Giờ thấy không? Giờ thấy cái màn hình có một cái mũi chưa? Có thấy không? Dạ thấy. À, ok. Dạ. Ok. Đây là cái hình nội soi mũi xoang mà các bạn sẽ thấy được khi mà các bạn đến nha. Đây là chị bắt đầu chiếu cái video clip này cho các bạn coi. 1 phút 11 giây, đây là cái cửa mũi. Này lông lông mũi nè. Mình coi này để hôm mốt mình biết chừng nào đi chọt mũi người ta thì mình biết chọt. Ha. À, coi này xong bảo đảm đi chọt mũi xịn luôn. Nên là kỳ Covid vừa rồi là có mấy người người ta chọt mũi chị. Trời chọt gì mà đau quá trời, nó thốn lên tới ấp. Nó là technique không được tốt lắm. Rồi giờ các bạn coi cái hình này đi nha. Thì đây là cái sàn mũi nè. Mình sẽ đi cái dụng cụ nội soi vô đây. Đây là cái cú mũi dưới, đây là cái cú mũi giữa, và đây là cái khe mũi giữa nha. Và đây là những cái cấu trúc ở trong khe mũi giữa, đây là cấu trúc quan trọng nhất ở trong cái mũi, và đây là cú mũi giữa nha. Rồi mình coi vô trong đây, đây là cú mũi giữa nha, đây là cái mõm móc, và đây là bóng sàn. Cái phần này các bạn không cần học, mình chỉ biết là trong cái này là ở trong khe giữa, và đây là cú mũi dưới, cái phần mà mình nhìn thấy nó phình bự ra nha. Trời mà lạnh lạnh như này nè, cái là cái cục này nó phình bự ra. Và bây giờ mình muốn đi ra phía sau mình phải đi sát sàn mũi, đây là cái chỗ mình ngoáy mũi nè. Sát sàn mũi và mình ngoáy cái dịch ở vùng này. Thì cái dịch ở vùng này mất tiêu rồi. À, rồi cái dịch ở vùng này thì nó chính là thành sâu của họng ha. Và đây là cái g của vòi nhĩ, và đây là cái lỗ vòi nhĩ nằm đây. Đây là g của vòi nhĩ và đây là cái lỗ vòi nhĩ nó nằm đây. Không, sai rồi, cái này là g vòi nhĩ và cái lỗ nằm đây, lỗ thông vòi nhĩ nằm đây nha. Và đây là thành sau họng, đây là vị trí của cái cục VA. Và cái dịch mũi họng mà mình quậy Covid đó là mình quậy khúc này. Để các bạn thấy là quậy vô là đau lên tới ốc nha. Quậy cũng quậy vừa vừa thôi, nhưng mà thực sự chỗ này nó không có đau lắm, tại dây thần kinh nó không có nhiều. Cái chỗ mà họ ngoáy mình mà mình đau nhiều á chính là cái khúc này. Ngoáy vô muốn chết nha. Rồi bây giờ mình đi ra phía sau, đây mình ngoáy mũi mình phải đi sát đây. Đó, nhẹ nhàng thôi, cái khe này nó như thế và mình ngoáy cái vùng này. Đây là cái g vòi nhĩ, đây là cái lỗ vòi nhĩ. Khi mình nuốt là cái g này nó mở ra. Khi bệnh nhân nuốt nha, nó sẽ mở cái g này ra, các bạn thấy không? Đó. Và đây là cái thành sau họng, đây là đó, bây giờ mình sẽ xem. Bây giờ lên tới khe mũi trên. Đây mình đi, cái này chỗ này chính là chỗ mà ca vòm nó hay có đây.
Còn thấy cái lỗ chỗ này nó chính là lỗ thông xoang bướm. Cái này là những cái xoang sau. Những cái xoang này thì nó sẽ đổ dịch ra cái lỗ mũi của mình ở phía sau. Ha, các bạn thấy đây là lỗ thông xoang bướm. Thì mình nhớ mình có các xoang như là xoang hàm, xoang sàng, xoang trán và xoang bướm. Rồi các bạn coi lại cái này nha. Mà cái này của mũi dưới nè, nó sẽ phình lên. Khi mà mình trời lạnh đó ha, là mình sẽ thấy phình cái cú mũi này lên. Và mắc cười nhất đó là có nhiều bà mẹ nói là con của tôi bị sưng cái cục trong mũi rất là bự, mà nói hoài không có nghe. Nói là trời ơi, cái đó là cái cú mũi nó phình lên như bình thường, mà mấy bà không nghe, không chịu. Như vậy đây là khe mũi giữa, đây cú mũi dưới, cú mũi giữa và cú mũi trên nằm khuất ở trên. Mình muốn thấy cú trên là mình phải đưa ra vô sâu. Như vậy đây là cái vùng mà mình sẽ ngoáy mũi của bệnh nhân đó, đi sát sàn mũi. Mình đặt xong dạ dày cũng đi sát sàn mũi và nó đi tới đây. Xong mình quấy cái chỗ này. Mình sẽ kêu bệnh nhân nuốt. Đây là gờ vòi nhĩ nha. Và đây là lỗ thông vòi nhĩ là xong vô mũi đây. Khi mình nuốt cái lỗ này nó sẽ mở ra nha. Đó, mình nuốt cái lỗ này nó sẽ mở ra. Và đây là vị trí của cái cục VA. Và đây là cái chỗ mà nếu có chảy máu mũi thì nó sẽ chảy máu mũi xuống chỗ này. Nó chảy cửa mũi sau đó, nó sẽ chảy xuống. Mình những cái người mà họ thấy là sáng sớm họ ngủ dậy, họ thấy có post nasal drip á, có nghĩa là thấy có cái dịch trong họng nó rớt từ trên xuống hoặc từ phía sau, thì chỗ này thì nó sẽ chảy từ cái lỗ mũi này và nó sẽ chảy từ cái lỗ thông xoang bướm. Như vậy ai mà hay khạc nhổ là mình biết là nó sẽ bị gọi là bị viêm xoang sau nha. Ok, rồi như vậy là mình đã coi xong cái clip này. Bây giờ mình bắt đầu vô cái phần mà mình cần phải học. Rồi các bạn chờ chút nha. Cài cái này ngon cơm hơn là chạy cái phần mềm Team á ha. Cái phần mềm Team chạy tùm lum. Mỗi lần chị vô nó là chị thấy bực mình. Cái Team đó load tùm lum. Xong rồi tùm lum tà la. À, các bạn có thấy cái hình cái lỗ mũi này không? Dạ thấy. Ok, dạ thấy bắt đầu nha. Chị bắt đầu giảng cái bài này. Ok. Sao nó không có nhảy được cái này? Rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu học bài nội soi trong tai mũi họng. Đây là bài giảng học để biết nha. Đương nhiên là chị sẽ giảng thêm cả cái phần đi thi nữa, nhưng mà bài này thì học để biết, còn học để thi thì trong cái bài này cũng có nói, nhưng mà cô đọng hơn này kia thì bạn coi bài kia. Chị sẽ gửi cả hai bài nha. Thì khi chúng ta nội soi mình thấy là đâu có phải là mũi của người ta mà đi ngoáy mũi cộng đồng mà chọc vô vậy là nó đau dữ lắm, không phải nha. Đầu tiên mình đi xét sàn mũi và mình sẽ xem ở trong mũi nó có cái gì. Như vậy chúng ta sẽ đi xét sàn mũi, có ba vị trí chúng ta sẽ phải dừng lại. Đầu tiên là ngay cửa mũi, khi mà mình đặt ống thông ống soi ở đây thì mình sẽ có một cái toàn cảnh ở chỗ này y như nãy các bạn thấy nha. Sau khi mình xem được xong thì mình mới đi tới từ đầu tới cuối thì mình sẽ chia làm đôi. Thì đây vị trí số 2 là mình sẽ dừng lại ở đây để chi, để mình vào được cái khe mũi giữa. Khe mũi giữa, sau khi mình đưa cái ống mình coi khe mũi giữa rồi thì mình hạ về chỗ cũ sàn mũi và đi xét ra phía sau. Thì đi xét ra phía sau thì mình sẽ đi tới chỗ số 3, thì mình sẽ xem là cái chỗ lỗ đỏ của lỗ thông xoang bướm. Đây, này là xoang bướm, nó sẽ có cái lỗ đỏ xuống đây. Và cái vùng này nó cũng là cái vùng có u nhiều. Và cái vùng này nếu nó chảy máu mũi sau do cao huyết áp gì đó thì nó sẽ chảy máu ở vùng này. Cho nên là mình để dụng cụ ở cửa mũi số 1 để mình có một cái nhìn toàn cảnh để xem là nó có tắc mũi gì hay không, nó có polyp gì hay không. Sau đó các bạn đi vô số 2, sau các bạn hướng cái dụng cụ lên khe mũi giữa. Thì mình nhìn cái mũi mình sẽ thấy là cái mũi của mình á là nó có ở giữa là vách ngăn, ở hai bên á, hai bên cái chỗ mà đường một rãnh mũi gò má đấy, nó chính là cái vách mũi xoang, có nghĩa là ngăn giữa cái xoang với cái hốc mũi. Thì trên cái vách này thì nó sẽ có là cuố mũi trên, cuố mũi giữa và cuố mũi dưới. Thì ở dưới cuố mũi dưới nó không có gì hết nha. Nó chỉ là cái bộ phận sẽ giúp làm ẩm thôi. Không khí đi vô chỗ này nó sẽ phình cái mũi lên. Và nước mũi chảy dàn dụa là cũng do cái chỗ này thì nó phình lên. À, không khí nó đi vô đây nó gặp cái chỗ này. Thì chỗ này sẽ có những cái mô cương nó làm cho cái mũi của mình nó không khí nó giúp mũi nó giúp cho không khí vô tới mình nó ẩm. Muốn nó ẩm thì nó sẽ chảy nước mũi dàn dụa nha. Để làm chi? Để mình vô tới trong đây mình hít vô phổi mình thì nó ấm, nó không có ho. Các bạn thấy là mình thử chạy mà bạn há họng ra rồi các bạn chạy giữa trời lạnh mà các bạn thở bằng miệng á, đáng hồi
tới nơi đứng lại ho muốn chết là tại vì nó lạnh quá thì nó ho. Rồi, bây giờ mình bắt đầu soi mũi trước thì đây là cái dụng cụ banh mũi mà các bạn có thể thấy ở trong các cái phòng khám tai mũi họng. Ngày xưa đây là bộ phận nó mình chỉ người ta chỉ coi được như vậy thôi, đặt cái banh mũi vô banh ra xem thì chỉ thấy được là cú mũi dưới và cú mũi giữa ha, xoăn mũi dưới xoăn mũi giữa cũng nó luôn, nhưng mà miền Bắc thì họ gọi là xoăn, còn trong mình thì mình gọi là cú mũi dưới, cú mũi giữa và cú mũi trên nha. Ở ngoài kia họ gọi là ngách mũi giữa, ngách mũi dưới, ngách mũi trên, mình đây quen gọi là khe mũi dưới, khe mũi giữa, khe mũi trên, nó cũng vậy thôi nha. Mình nhìn vô đây thì mình sẽ thấy nó như vậy thôi. Và đây là hình nội soi khi dụng cụ mình để ở vị trí số 1. Thì dụng cụ để ở vị trí số 1 thì các bạn sẽ thấy là đây là vách ngăn mũi. Mình thò tay vô mình có thể rời được cái vách ngăn này mà lắc qua lắc lại được nha. Đây là vách ngăn mũi. Thì đối diện với vách ngăn mũi sẽ là vách mũi xoang, sẽ ngăn cách giữa cái xoang và cái hốc mũi của mình. Nó tương ứng với rãnh mũi gò má trên mặt của mình nha. Và như vậy thì ở trên cái vách mũi xoang này thì nó sẽ có cú mũi dưới, cú mũi giữa và cú mũi trên. Cú mũi dưới này chính là cái cấu trúc mà cắt ra bà mẹ đó. Mà nhìn vô thì sẽ thấy là trời ơi, con tôi nó có cái cục thịt dư mà nó sưng cái cục này lên hoài hà, bác sĩ ơi, nó bị cái cục thịt dư, con tôi bị sưng mũi. Nhưng mà không phải, thì khi các bạn kéo một cái mũi của một cái đứa nhỏ lên, các bạn sẽ thấy cái cấu trúc này thì nó chính là cái cú mũi dưới. Mình làm sao phân biệt được là cái cục này nó chính là cái cú mũi dưới hay là cái dị vật mà người ta nhét vô mũi? Thì dị vật người ta nhét vô mũi mình muốn thấy được, mình phải có cái banh mũi này mình nhìn thì mình biết cái cấu trúc này nó chính là cái cú mũi dưới. Thì chỗ cục này không thể nào là cái cục gọi là dị vật được. Tuy nhiên dị vật ở lâu ngày trong mũi thì nó sẽ bị nhầy mũi, nó che đi thì mình không thấy. Nhưng mà bù lại mình có một cái triệu chứng, có nghĩa là nếu mà nó nhầy mũi mà nó nhiều á thì nó là dị vật á, thì nó sẽ chảy nước mũi rất là hôi ở một bên. Bởi vậy lúc mà mỗi lần chảy nước mũi thì mình sẽ hỏi là sổ mũi một bên hay hai bên. Thì nếu bà mẹ nói là nó bị một bên mà nó hôi lắm thì nhiều khả năng nó chính là dị vật trong mũi. Nhét đủ thứ ha, cục pin nhét vô cái đồ chơi, cái ống xoắn, đồ chơi Lego, rồi lông đền, bù lông, ốc vít gì đó, nhét đủ thứ vô hết, xong cái gì cũng có trong đó hết nha. Và lấy ra thì coi chừng, các bạn nhớ khi bạn lấy ra thì coi chừng nó hít sặc vô, thì nó hít mạnh lắm, nó vừa khóc mà mình đè nó ra, cho nên khi mình lấy ra mình phải làm sao mình che cái miệng nó lại, tại nếu lấy ra trong mũi thì nó hít vô phổi nó cũng chết luôn. Cho nên các bạn nhớ là lấy những cái dị vật ở vùng này là phải cẩn thận, mình nhớ là che cái miệng của nó lại nha, để nó hít cái dị vật mình mới lấy ra vô là chết liền nè, nó hít vô phổi luôn á. Có một bệnh nhân của chị nó hít một cái còi, thằng bé 12 tuổi chị chơi sao hít một cái còi vô trong phổi á, thì nên mỗi lần nó thở vô thở ra thì nó kêu quét 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 như là nó thổi còi vậy đó. Mà cũng hên á là cái còi của nó ở giữa nó có cái lỗ, cho nên là nó không có bị tắc, nó không có tắc thở, nhưng mà mỗi lần nó thở ra thở vô thì nó kêu như mình thổi kèn qua. Rồi, đây là một cái hình mình sẽ thấy là một cái niêm mạc mũi của nó rất là đẹp, nó hồng ha. Mình nhìn vô đây là vị trí đặt dụng cụ tại cửa tại số 1, mình thấy được là cái cú mũi dưới, xa xa là cái cú mũi giữa, và trên tuốt lúc đây là cú mũi trên. Thì mình thấy có một số người cái cú mũi giữa, cú mũi dưới của họ nó phình ra và nó chạm vô những cái chỗ này, và khi nó chạm như vậy thì nó sẽ gây nghẹt mũi, hoặc là có những cái cấu trúc gì đó làm cho mũi nó không thông thoáng thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng. Câu hỏi là nếu mà trong trường hợp các bạn phát hiện ra là bệnh nhân có cú mũi rất là bự hoặc là nó nằm nó che hết thì sao? Chả sao cả, nếu nó không có triệu chứng, bệnh nhân không có một cái phàn nàn gì đó thì không sao. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân bảo là tôi thấy nhức đầu, tôi thấy nghẹt mũi không ngủ được, há miệng thở, thì đó là những cái mà lúc đó mình mới quan tâm. Chứ còn nếu mà bệnh nhân có đủ thứ dị tật hoặc có đủ thứ hình thái trong mũi mà không có triệu chứng gì, không có phàn phiền gì thì thôi, đừng có kêu người ta đi mổ gì hết nha. Rồi, bây giờ là những cái bất thường các bạn có thể thấy được trong một cái hình nội soi mũi. Chúng ta đây thấy đây là vách ngăn, đây là vách mũi xoang, và đây là có các cái cuốn mũi. Thì đây, ở vách ngăn nó có một cái chòi ra, đây là cái chòi xương của nó, thì nó có thể là cái gai vách ngăn. Thì khi các bạn thấy, khi cái gai này nó chòi ra thì nó sẽ ép cái cuốn mũi dưới sát vô. Khi nó ép như vậy thì cái chức năng điều hòa nhiệt độ trong cái lỗ mũi nó kém đi, và khi cái điểm này nó chèn vô, đầu tiên nó tạo ra nghẹt mũi, thứ hai là nó tiếp xúc những cái điểm này nó sẽ tạo ra đau đầu. Thành ra đây là một cái làm cho bệnh nhân khó chịu. Mà như vậy cái này nó xuất phát, cái nhọn này nó từ cái gai vách ngăn, từ cái vách ngăn thì nó được gọi là gai vách ngăn. Còn nếu nguyên cái này nó dài từ trước ra sau luôn thì nó gọi là mào vách ngăn.
Tóm lại, vách ngăn bình thường thì nó phải đẹp như vậy. Này, không có gì hết, tự nhiên giờ nó chòi ra một cái gai, nó sẽ đè cái này vô. Mình thấy ha, nó đè cái cuốn mũi dưới sát vô. Đè sát vô như vậy là mình sẽ thấy bệnh nhân có triệu chứng. Rồi. Cái số 2 nữa, mình cái phần này các bạn thấy trong cái nội soi mũi xoang thì mình có thể thấy đây là cuốn mũi dưới, cái này cuốn mũi giữa và đây là cái khe mũi giữa. Nãy chị nói rồi, khe mũi giữa chính là điểm đổ của các xoang trước và xoang hàm. Như vậy nếu dịch đổ ra từ cái khe mũi này, cái này các bạn thấy dịch nha, dịch màu trắng. Nhưng mà có một số trường hợp dịch nó màu xanh, dịch nó màu vàng thì đây là mình biết là viêm các xoang trước. Xoang trước gồm có xoang trước, xoang hàm và một phần xoang trán ở chỗ này nữa. Như vậy thì khe giữa là điểm đổ của xoang phía trước. Nha, mình thấy có dịch ở chỗ trong khe giữa đổ ra là mình biết nó bị viêm. Rồi, bây giờ mình vén cái cuốn mũi giữa ra thì mình sẽ vào được khe mũi giữa. Thì vào khe mũi giữa thì nãy chị có nói đây là cấu trúc của nó gọi là uncinate process, có nghĩa là mỏm móc ha, cái này là mỏm móc. Thì mỏm móc này nó sẽ che ở ngay phía sau mỏm móc là cái lỗ thông xoang hàm. Như vậy mình muốn đi mổ nội soi mũi xoang là bắt buộc việc đầu tiên mình sẽ làm là mình lấy cái mỏm móc này ra. Lấy mỏm móc này ra và mình bọc độ được cái lỗ thông xoang hàm. Rồi, như vậy thì khi tôi dùng cái dụng cụ mà tôi vén cái cuốn mũi giữa ra thì mình sẽ vào được cái mỏm móc nha, vào được cái mỏm móc. Rồi, sau khi tôi lấy mỏm móc đi thì tôi sẽ vào được cái lỗ thông xoang hàm. Các bạn thấy đây là lỗ thông xoang hàm. Cái lỗ đen đen này chính là lỗ thông xoang hàm mà mình đi vô được cái xoang này, nó chính là xoang hàm. Bạn thấy nha, này là một cái càng ở mổ rồi đó. Thì bạn thấy là khi mà mình mổ như vậy thì mình sẽ làm thay đổi khí động học ở trong cái mũi của mình. Thành ra là nó thông thoáng, nhưng mà thực sự là bệnh nhân có cảm giác thở tốt hơn hay không thì chưa biết. Là tại vì có thể là sau khi mổ 1-2 năm thì cảm giác khó chịu nó tăng lên. Lý do là khí động học nó thay đổi. Các bạn nhớ là khí động học nha, chứ không phải là luồng hơi nha. Có nghĩa là ví dụ cái nhà bạn trống khí mở vô, bạn mở cửa, nhà bạn trống có gì hết, bạn mở cửa sổ ra, bạn mở cửa chính ra, gió lùa vô nhìn có vẻ ngon lắm. Nhưng mà trong mũi mình nó lại có những cái thụ thể để cho mình có cảm giác nó như cảm giác thở như thế nào. Cho nên mặc dù là nó rất là trống nhưng mà mình vẫn có cảm giác là mình bị khó thở, là tại vì nó tắc như thế nào đó. Tại vì những cái thụ thể ở trong mũi mình nó đã quen với cái áp lực và cái luồng xoáy như thế nào đó. Bây giờ mình mở bên ta lông ra thì chưa chắc là mình sẽ thở tốt hơn nha. Nhưng mà có những cái chỉ định mổ mà mình bắt buộc phải mổ, ví dụ như là mũi tắc quá, polyp mũi này kia hoặc là gì đó, thì mình cần phải làm cuộc mổ. Thì các bạn đừng có thắc mắc là tại sao sau khi tôi mổ tôi não hết trơn hết trọi rồi mà bệnh nhân vẫn có cảm giác là mũi nó không có thông. Thì thực sự là tại vì những thụ thể và những thay đổi về khí động học của mũi của nó đã thay đổi nha. Rồi, một cái bất thường khi mà nội soi mũi xoang nữa thì mình có thể thấy được cái ca này là một bệnh nhân sau mổ. Cái lỗ này là lỗ thông xoang hàm sau mổ đã mở rộng banh ra. Các bạn nhớ hồi nãy là cái này cái lỗ nó nhỏ thôi. Nhưng mà sau khi mình mổ lỗ thông xoang hàm ra thì mình mở cho nó rộng ra để cho mục đích là nó dẫn cái dịch ở trong xoang hàm dẫn ra bên ngoài. Thì khi mà nó dẫn ra bên ngoài như vậy á thì là nó sẽ làm bớt tắc đi ha. Nên đây là cái lỗ thông xoang hàm sau mổ nó mở bự ra. Và đây là cuốn mũi giữa, middle turbinate, và đây là cái septum, là cái vách ngăn. Thì giữa vách ngăn với cái cuốn mũi giữa chỗ này nó có một cái cấu trúc bất thường, nó chính là cái giải sơ, cái này là dính vách ngăn sau mổ. Như vậy khi nó dính vách ngăn như vậy thì nó sẽ thay đổi cái luồng khí nó đi vô trong mũi, và khi nó tiếp xúc như vậy thì nó sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng, tức là nó tạo ra những cái luồng dẫn lưu ngược chạy vòng, nó không dẫn ra ngoài được. Tại những cái này nó thay đổi dòng chảy, nó thay đổi dòng khí nha. Như vậy thì cái dính vách ngăn này sau mổ thì mình bắt buộc phải đi cắt bỏ ra. Như vậy thì tất cả những bệnh nhân sau mổ nội soi mũi xoang đều phải đi tái khám để được chăm sóc. Nên nếu bệnh nhân không chăm sóc thì nó dính tùm lum, không phải dính chỗ này đâu nha, dính tới trên, dính tùm lum. Là sau mổ nếu không chăm sóc kỹ thì mũi nó còn tệ hơn là trước mổ. Cho nên các bạn nhớ dặn bệnh nhân là sau mổ thì phải đi tái khám cho tới ít nhất là 6 tháng. Nha, đương nhiên không phải tháng nào cũng đi, nhưng mà trong ít nhất thời gian đầu thì phải kiểm tra cho kỹ. Để có những cái giải sơ này thì bác sĩ sẽ phải lấy đi. Rồi, một cái bất thường trong nội soi mũi xoang nữa mình có thể thấy được đó chính là polyp mũi. Cái cục này polyp mũi đây. Đây là niêm mạc mũi bình thường. Các bạn thấy là polyp mũi thì nó sẽ trắng hơn cái polyp mũi bình thường. Làm sao mình biết được đó là một cục polyp mũi? Mình biết được đó là polyp mũi là tại vì nó sẽ
có cái màu khác so với niêm mạc. Định nghĩa polyp mũi là cái gì? Là niêm mạc mũi thoái hóa, có nghĩa là niêm mạc mũi không còn chức năng của một niêm mạc tốt nữa mà nó trở thành một cái cục, nó bị thoái hóa rồi. Và như vậy cái màu của nó sẽ là màu trắng và không có hình dạng của các mạch máu hồng hồng nhỏ nhỏ. Tuy nhiên cục này là cực kỳ nhiều máu tại nó biến thành cái hồ chứa máu. Và khi nó biến thành cái hồ chứa máu thì mình chọt chúng nó thì nó sẽ chảy máu rất là nhiều. Mặc dù là nó kêu là thoái hóa và không có cái mạch máu nào. Nha, mình nhìn trên cái cục trắng này nè, mình đâu có thấy nó có cái mạch máu nào đâu. Tuy nhiên nó đã trở thành cái hồ chứa máu bởi vì nó đã bị thoái hóa và nó không còn chức năng của một cái niêm mạc nữa. Nha. Thì trong một số trường hợp bệnh nhân bị polyp mũi á, thì họ sẽ có dày đặc mũi luôn. Lúc này mình đi mổ mình thấy như mình đi hái nho vậy đó, mình cầm cái dụng cụ mình hái. Thì lúc đó là mũi nó quá, niêm mạc nó quá hư rồi. Và như vậy thì mình bắt buộc mình phải có cái cục mổ để lấy hết những cái cấu trúc này ra để đảm bảo lỗ thông xoang, đảm bảo chức năng ngửi cho bệnh nhân và đảm bảo là bệnh nhân sẽ có sức khỏe tốt hơn nha. Nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng hoài và đau đầu dữ dội. Rồi. Đây là cái hình nội soi như hồi nãy chị nói nè, lỗ đổ từ lỗ thông xoang bướm đổ mũ xuống thành sau họng mà mình khạc trong họng khạc ra. Những cái người nào mà sáng nào cũng khạc nhỏ thì mà phải khạc mũi á. Đó, làm gì á? Đó, cứ làm vậy á thì mình biết là người ta bị viêm xoang sâu mà họ phải khẹt như vậy để là lấy dịch từ trong xoang bướm ra. Thì đây là cái dòng chảy của dịch từ trong xoang bướm ra, mình thấy ha, mũ vô đây, vô trong họng. Cái người này nè, nghẹt mũi thì chớ, cái họng mũ không thì miệng thì thôi. Cho nên là cái người này là họ bắt buộc phải đi điều trị nha. Vậy đây là cái dòng của dịch mũ từ trên xoang bướm đổ xuống. Rồi. Như vậy mình đã coi xong cái mũi ra thì mình đi qua phía sau thì mình sẽ thấy là đây là cái vách ngăn ha. Cái này là cái ống nội soi, nó chiếu cái đèn vô cái vách ngăn coi, cái đuôi vách ngăn. Và như vậy thì đây là thành sau họng. Và cái chỗ nãy giờ chị nói là các bạn xem quấy mũi COVID-19 đó, mấy chỗ này. Và như vậy đây là cái gờ vòi và đây là cái lỗ thông vòi nhĩ. Mình thấy nếu mà mình bị viêm mũi họng thì nó sẽ tắc cái lỗ thông vòi nhĩ này. Được chưa? Rồi bây giờ chị sẽ cái hình này là lúc bệnh nhân thở thì cái lỗ này nó đóng lại, lúc bệnh nhân nuốt á thì nó sẽ mở cái lỗ vòi này ra và nó sẽ đi không khí nó đi vô trong cái lỗ vòi này. Và nó sẽ làm cho bệnh nhân cân bằng áp suất hai bên. Rồi ngay chỗ này chị sẽ giải thích cái phần cái âm thanh kêu e gì như bạn gì hỏi đó, bạn Thanh hỏi. Thì như vậy là bình thường cái lỗ thông vòi nhĩ này nó sẽ giúp cân bằng áp suất và nó sẽ đi vô cái vòi nhĩ, nó vô trong cái tai của mình nha. Thì khi các bạn thấy là mình đi máy bay đó, các bạn thấy mình đi máy bay thì khi máy bay bắt đầu cất cánh thì theo vật lý thì mình biết là khi mà không khí mà lên cao thì nó giãn ra đúng không? Thì nó giãn ra thì nó sẽ làm cho mình có cảm giác ù tai. Thì khi mà cái áp suất ở trong không khí nó thay đổi thì lập tức là mình có cảm giác ù tai. Có một số người thì có cảm giác là nó đau tai, nó hút. Đó là cái mà câu trả lời cho các bạn hồi nãy. Bạn nào hỏi là tại sao tôi bị tắc vòm mà tôi bị đau tai. Thì các bạn thấy là khi mình đi máy bay, mình lên máy bay cất cánh, có người thì ù, có người thì đau, đau dễ sợ lắm. Nha. Thì đó là tất cả những cái đó là do áp lực không khí nó thay đổi. Thì những lúc đó mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ làm những biện pháp như là van xanh ba, bịt mũi, bịt miệng, phùng mang, trợn má ha, thổi cái hơi trong lỗ tai ra. Mình sẽ nghe một cái tiếng xít như vậy thì có giống như là khí đi qua một khe cửa hẹp. Thì khi nó đi qua được cái vòi nhĩ này, nó vô tới cân bằng thì lúc đó tai mình nghe bình thường mà không còn đau tai nữa. Cái đó là vòi không bị tắc mình mới làm được như vậy. Còn nếu mà vòi bị tắc thì mình không làm được như vậy. Và như vậy là triệu chứng của bệnh nhân nó còn tồn tại hoài. Nha. Như vậy là áp lực trong tai là đóng vai trò rất quan trọng giúp cho các bạn có nghe được. Các bạn thấy nha, khi máy bay bay lên mà mình lúc đó mình sẽ ù tai luôn, mình nghe kém hơn và mình còn đau tai nữa. Thì cái vòi nhĩ này nó chính là cái cấu trúc sẽ giúp thông áp lực từ bên trong với bên ngoài và giúp cân bằng áp lực hai bên. Sau khi mình nghe được cân bằng áp lực hai bên, một cái tiếng nó kêu như là không khí đi qua một ô cửa hẹp, một khe cửa hẹp, thì lúc đó là áp lực cân bằng hai bên thì mình sẽ nghe tốt hơn. Làm sao để làm nghiệm pháp van xanh va là bịt mũi, bịt miệng, nha, phùng mang, trợn má. Có một số người sẽ nói là tôi sẽ nhai cục sinh gum. Thì khi các bạn thấy khi mình nhai mình nuốt thì cái gờ vòi nó cũng mở ra. Như cái video này các bạn thấy, khi mình nhai mình nuốt thì cái gờ vòi nó mở ra. Thì lúc đó là nó sẽ giúp cân bằng áp lực. Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy nếu chị đi máy bay mà chị nhai sinh gum, chị uống nước rồi chị ngáp cũng vậy thôi. Nó không bằng van xanh va. Cho nên vô một cái làm luôn van xanh va cho rồi.
Còn ví dụ con nít các bạn thấy là khi máy bay bắt đầu cất cánh là bắt đầu nó khóc. Khi máy bay cất cánh cái là nó khóc. Dù dỗ nó làm gì nó cũng khóc, là tại nó đau trong lỗ tai nó. Tốt nhất lúc đó đưa cho nó cái bình sữa, nó bú là nó hết. Không phải nó quên đâu, mà là khi nó bú như vậy thì cái lỗ thông và nhĩ nó mở ra. Và khi nó thông và nhĩ nó mở ra thì nó sẽ cơ mà áp suất thì tai nó không đau nữa. Thì lúc đó thì các bạn thấy là hiệu quả của cái lỗ thông và nhĩ là nó rất quan trọng. À, nếu mà mình nói lâu quá em không được đi máy bay, 2 năm rồi Covid không bay được, cho nên là các bạn tưởng tượng là mình lên nhà chung cư cao tầng đó ha. Mình đi nhà cỡ tầng số mười mấy trở lên á, là mình đi nhanh xuống á, là mình thấy tai mình nó hơi ù ù. Thì đó là cơ chế nó giống như vậy. Rồi, bây giờ đây là một cái hình chị cho các bạn thấy, đó là nhiễm trùng mũi họng nha. Đây là cái cuốn mũi dưới, đây là cái sách vách ngăn, và đây là dịch trong mũi mà nó xuống trong họng mình. Đây, cái này là nhầy mũi đó, sổ mũi vàng này nè, và nó đọng ở trong họng mình. Và cái này thường thường là mình khạc ra, mình ho. Cái này nó rớt xuống họng mình thì mình ho gần chết nha, tại nó kích thích, nó làm cho dơ cái vùng thanh quản á, khí quản. Nên cái này nó rớt xuống họng mình ngứa cổ, mình ho hoài. Rồi, bây giờ đây là một cái cấu trúc nó gọi là VA. Đây là cục VA nha, các bạn thấy đây là cục VA. Đây là vách ngăn mũi, đây là cái cuốn, đây là cái vách mũi xoang, và đây là cái gờ vòi, và đây là cái lỗ thông vòi nhĩ nó đã tắc rồi. Thì cái cục VA này thì nó sẽ chèn hết chỗ đây. Nó chèn hết chỗ đây. Đây là cái cục này còn nhỏ đó, nó bít có một nửa thôi. Có những cái cục á, nó bít toàn bộ chỗ này luôn. Thì khi nó bít như vậy thì bệnh nhân sẽ có bộ mặt VA và không khí không vô được, cho nên cái đứa bé này cái cằm của nó không phát triển. Cái cằm của nó không phát triển mà cái mặt của nó thì khờ, tại nó ngủ không có đủ, oxy không có đủ, đi học thì ngu, cằm thì lẹm, hàm trên thì đưa ra hô, cằm thì nhỏ, răng cỏ mọc lộn xộn. Như vậy là đây là cái đứa nó sẽ có cái khuôn mặt VA nha. Nó tắt cái này. Câu hỏi là VA thì có 100% cần nạo không, thì câu trả lời là không. Người ta nạo có chỉ định chứ không phải là cứ có cục VA to là nạo. Các bạn biết chuyện đó nha. VA to mà nạo là không phải. VA không to nhưng gây nhiễm trùng tay giữa thường xuyên cho nên có chỉ định nạo cũng không đúng luôn. Thành ra là cái này là nhiều thứ. Tại vì các bạn ở trình độ Y5 cho nên chị nói trước như vậy. Để mai mốt ví dụ các bạn làm bác sĩ nhi, thấy đứa nhỏ viêm tai hoài, kêu là viêm tai hoài là phải đi nạo VA thì là không đúng. Rồi, bây giờ mình sẽ xem một cái hình. Bây giờ đây là một cái hình mình sẽ soi bằng cái gương. Đây là phương pháp khám cổ điển. Tức là ngày xưa mình sẽ dùng một cái gương, mình đưa vô trong miệng và để xem được cái cửa mũi sau của bệnh nhân. Lúc đó mình chưa có cái ống nội soi thì mình sẽ soi như thế này. Thì cái hình ảnh của cái gương này, thì đây chính là hình ảnh của cái gương. Mình xem qua cái gương thì mình sẽ thấy nè nhá. Đây là thành sau họng và đây là vách ngăn. Đây là hai cái hốc mũi và đây là các cái cuốn mũi đây. Cuốn mũi dưới, cuốn mũi giữa, cuốn mũi trên nằm chỗ kia. Đây là hai cái hốc mũi và đây là cái lỗ thông vòi nhĩ và đây là cái chữ G. Ngược này, nó chính là cái gờ vòi và đây là cái lỗ vòi nhĩ. Thấy không? Rồi. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà nó sẽ là cục VA nó đứng đây. Người lớn thì cục VA tự động tiêu đi, nhưng mà có một số người lớn thì cái cục VA tồn dư nó sẽ nằm chỗ này. Cái chỗ này cũng là cái vùng mà có thể các bạn có thể thấy được là nó có ca vòm. Thế nên những bệnh nhân lớn tuổi, người lớn mà bị viêm tay giữa, bắt buộc mình phải đi soi kiểm tra coi có ca vòm hay không. Tại vì ca vòm nó sẽ chèn vô lỗ thông vòi nhĩ này, nó gây viêm tay giữa và nó gây nghe kém. Thành ra tất cả những bệnh nhân lớn tuổi mà có viêm tai giữa thì bắt buộc phải đi soi mũi họng để kiểm tra ca vòm nha. Các bạn nên nhớ là ca vòm diễn tiến rất nhanh, trong vòng 3 tháng là hạch cổ nó đã bự bằng quả trứng cút, sau đó bệnh nhân chết rất nhanh và khó chữa lắm nha. Thành ra là các bạn có là phải nghi ngờ và phải gửi bệnh nhân đi ngay. Rồi, đây các bạn, cho các bạn thấy cái hình ảnh này gọi là cục VA tồn dư ở người lớn đây. Thấy không? À, người lớn này cái cục này nó bự vậy đó. Rồi. Bây giờ mình đi vô, bây giờ mình soi họng miệng mình sẽ thấy cái gì? Cái này bình thường mình lấy cái đè lưỡi mình đè xuống thì mình sẽ thấy là nó có những cái cấu trúc gì. Mình sẽ thấy nha, đây là có màng hầu. Rồi đây là trụ trước của amidan, này trụ sau của amidan và đây là cục amidan. Đây là cục amidan nha. Rồi các bạn thấy là đây là cái đáy lưỡi và phía sau này là thành sau họng. Có nghĩa là trên này là mũi nè, dịch nó sẽ chảy theo dọc cái đường này xuống họng mình. Rồi. Chúng ta thấy đây là cái cục amidan đây, này chu
cái chu vi của cục amidan nha. Amidan nó bự như thế này. Rồi các bạn thấy là nó nằm ở trong một cái vùng ở giới hạn phía trước là trụ trước của amidan, thứ hai là trụ sau của amidan. Thì mình cắt amidan là sao? Mình tách nó ra chứ không phải cắt nha, mình tách nó ra khỏi cái trụ, mình lấy cái cây á, mình tách nó ra. Và sau đó mình cắt cái cuốn thôi, mình cắt cái cuốn như vậy. Cục amidan là một cái cục nó chỉ dính vô vậy thôi chứ nó không, mình không có cắt cái cục amidan này nha, cắt cái cuốn dưới đây thôi. Nhưng mà cắt cái cuốn này coi chừng là tại vì nó nằm kế bên cái động mạch cảnh. Nên cắt cũng coi chừng. Rồi, giờ chúng ta nhìn thấy là chỗ này có một cái cấu trúc. Có một cái cấu trúc nó nhỏ nhỏ vậy thì chúng ta biết là amidan nhiệm vụ của nó là sẽ tiếp xúc với các kháng nguyên ở trong môi trường và nó giúp sinh ra kháng thể cho mình. Và sau khi nó sinh ra kháng thể xong thì nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể mình. Như vậy nhiệm vụ của nó là phải tăng diện tích tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Thì các bạn thấy bình thường diện tích tiếp xúc của nó là amidan, giờ mình giả dụ nó là một cái khối tròn đi, thì để tăng tiếp xúc thì nó phải có các cái nếp gấp. Thì các cái nếp gấp này khi nó gấp vô nhiều thì nó sẽ tạo thành những cái hốc. Tiếng Anh đó là cái clip. Những cái hốc này nó chính là những cái nếp gấp của amidan, nó gấp vô vậy xung quanh cái cục amidan này để giúp cho làm tăng diện tích tiếp xúc. Như vậy, những cái hốc này nếu nó bị viêm thì nó sẽ ứ mủ ở trong đây và nó sẽ tạo ra những cái hố mủ ở trong đây nha. Như vậy thì khi mình khám họng của bệnh nhân thì mình có thể thấy được là nó có những cái mủ nó tràn ra trên cục amidan, hoặc là những cái nó nhọn như hột gạo. Cái nhọn như hột gạo đó là cái gì? Là khi mà mình lấy cái đè lưỡi này nè, mình đè vô cục amidan này thì mình sẽ đè vô chỗ này, mình thấy giống như mình nặng mụn vậy đó. Mình nặng mụn nó ra một cái hộp trắng trắng như cái hột gạo. Bệnh nhân nhiều khi còn tưởng là ăn hột gạo từ 3 bữa trước mà bữa nay nó mới khạc ra. Thực ra không phải, nó chính là mủ từ trong cục amidan này và bây giờ nó mới khạc ra. Thì bệnh nhân ngửi cái cục đó, cái cục khạc đó ra, nói là trời, cái hột gạo nó hôi rình. Cơm khạc ra sau 3-4 bữa gì đó nó hôi rình, nhưng thật sự không phải. Cái khạc ra hôi rình đó chính là cái cục mủ nó trong cái này. Giống như mình nặng mụn như đó, mình nặng nó ra thì nó ra cục đó nha. Như vậy thì khi mà mình nhìn trên cái hình soi họng của bệnh nhân thì mình có thể thấy được là những cái mủ nhọn, hoặc là mủ nó tràn qua đây, hoặc là amidan sưng to, hoặc là có chẻ vòm nha. Rồi, bây giờ mình xuống một cái vùng sâu hơn, đó chính là ở dưới vùng thanh quản. Bây giờ mình đến vùng thanh quản. Thì thanh quản là cái vùng nó ở sâu hơn sàn miệng nha. Như vậy thì mình sẽ thấy là đây là cái nắp thanh môn. Cái này là hai cái sụn phễu. Nó sẽ sụn phễu này nó sẽ kéo cái dây thanh quản ra vô. Và như vậy ở đây nó sẽ là hai cái xoang lê nha. Và phía sau của thanh quản nó chính là thực quản. Rồi, hai cái sợi dây thanh này gọi là dây thanh true vocal cord, là dây thanh thật. Còn hai cái này nè, nó sẽ chùm lên nhưng mà nó không phải là dây thanh, nó chính là cái băng thanh thất. Thực ra nó là một cái nếp, nó nằm ở phía trên. Có nhiều người không có kinh nghiệm nhìn sẽ tưởng là cái này là dây thanh, nhưng mà thực sự không phải. Dây thanh nó là phải rất là trắng, nó là cái cơ chỗ này. Đây mới là dây thanh nha, còn cái phần này thì không phải. Thì khi mà chúng ta nói y hoặc là e gì đó thì hai cái sụn phễu này nó sẽ kéo hai sợi dây thanh thẳng lại và nó tạo thành một cái khe giúp cho mình có thể phát âm được. Còn khi mình thở thì hai cái sụn phễu này nó sẽ mở ra và nó sẽ làm cho không khí đi ra đi vô được. Rồi, bây giờ cái hình này nó hơi mờ nhưng mà nó có chú thích rất là tốt, cho nên chị chọn cái hình này cho các bạn xem nha. Bây giờ đầu tiên là cái này là cái nắp thanh môn. Cái này là cái nắp thanh môn, là cái nằm ngay ở dưới đáy lưỡi á. Mình lấy cái tay mình thò vô trong miệng mình á thì lâu lâu mình sờ được cái nắp thanh môn nha. Các bạn hỏi là có sờ như vậy có ói không? Tùy, có khi ói có khi không. Cái nào về sờ thử, thọt tay vô trong miệng á sẽ thò được cái nắp thanh môn ha. Cứ như con nít thì mình chỉ cần đè lưỡi là mình thấy cái nắp thanh môn nó lú lên rồi. Rồi như vậy là hai cái dây thanh. Và cái phần này trước khi vô thanh quản nó sẽ gọi là tiền đình thanh quản. Tiền đình nó giống như là cái phần đi trước khi vô nhà mình. Ha. Tiền đình, ví dụ vô chùa đó nó có cái là cái vùng cái khu tiền đình tiền cảnh đó. Đây là tiền đình, có nghĩa là cái phần đó trước khi vô là thanh quản. Cái này là thanh quản và phần phía sau này là thực quản. Thực quản đa số nằm bên trái nha, bên trái, nhưng mà đôi khi nó cũng nằm bên phải. Và phía sau này là chính là cột sống của mình. Như vậy thì vùng bên này nó là xoang lê. Xoang lê chỗ hai chỗ này mình cũng phải quan sát thường xuyên.
nếu mình đi soi mình thấy bệnh nhân có nước bọt nhiều thì phải cho bệnh nhân nuốt đi. Để làm gì? Ở đây có những cái u xoăn lê, ung thư xoăn lê nha. Hoặc cái phần ở chỗ này nó chính là đáy lưỡi. À, đây là một cái hình nội soi thanh quản bình thường và rất là đẹp. Niêm mạc màu hồng hào đẹp đẽ, cái này là hai cái sùng phễu, hai sợi dây thanh, cái nắp thanh môn khi mình nuốt á, mình ăn á, nuốt cái nắp này nó sẽ đóng lại và thực phẩm cái miếng thực phẩm nó sẽ đi vào trong thực quản này. Rồi, đây là như vậy là nó một cái bình hình bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bất thường. Cái bất thường đầu tiên có nghĩa là u nhú thanh quản. Đây là papilloma, là u nhú thanh quản. Cái này á, ở người lớn thì sẽ thường là diễn tiến tới ung thư, cho nên là những cái u nhú này phải được lấy toàn bộ và phải làm giải phẫu bệnh cái chân của cái u này. Đa số là ở phía trên nó sẽ là u nhú, ở phía dưới nó sẽ là ở dưới nó sẽ là ung thư ha. Và ở con nít á, có những cái đứa bé mà nó bị nhiễm từ mẹ nó trong quá trình sinh ra thì cái u nhú thanh quản nó bít toàn bộ cái phần này luôn. Và cái đứa bé này phải đi bệnh viện thường xuyên để mổ lấy mấy cái này ra để có đường thông thoáng để cho nó thở. Ha, cái này cái mình nhìn mình thấy nó nhỏ 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 như là cái trái, mấy trái dâu tầm vậy đó. Nhớ cái trái dâu tầm đen đen không? Đó, thì nó nhỏ 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 vậy á. Thì đây là cái u nhú thanh quản. Và còn HPV. Ha. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình nói nhiều quá hoặc là mình bị trào ngược nhiều thì mình có thể gặp được một cái mô hạt viêm nằm trên dây thanh. Cái mô hạt viêm này nó sẽ gây cho bệnh nhân nuốt vướng, càng tiến và cảm thấy khó chịu. Rồi, cái hình thứ ba bất thường mình có thể thấy được đó là trào ngược. Bình thường là niêm mạc nó màu hồng, vui vẻ. Bây giờ nó trào ngược là nó xung huyết đỏ lên. Thì mình tưởng tượng là trong họng mình bình thường không sao. Tự nhiên cái mình có mỗi ngày có một cái cầm cái xô dội một miếng axit vô, dội miếng axit vô thì nó sẽ xung huyết. Và khi nó bị axit nó nhiều quá thì cơ thể sẽ phải tạo ra cái cơ chế bảo vệ, đó là tiết ra nhiều chất nhờn để trung hòa cái axit chỗ này. Cho nên những cái bệnh nhân mà bị trào ngược thì các bạn thấy là họ sẽ thường hắng giọng ha, xong ho để chi, để làm văng cái cục chất nhờn mà trong cái họng mình nó sinh ra đó ha. Là những người này sẽ ho thường xuyên, sẽ khạc nhổ thường xuyên. Một cái cấu trúc mình có thể thấy gọi là nang dây thanh. Rồi, mình xem cái này. Cái này là furuncle. Furuncle là cái niêm mạc của thanh quản nó bị phù. Và đây là cơ chế phù qua bradykinin chứ không phải là phù kiểu như bình thường, kiểu phản vệ. Cho nên ở những bệnh nhân này mình dùng adrenaline chích phù vô thì nó không có tác dụng. À, dùng adrenaline để chống phù á, tại vì mình dùng bệnh nhân khó thở mình dùng adrenaline mình chích vô nó không có tác dụng. Tại cái phù này là qua cơ chế của bradykinin. Nha, cái phù này gọi là phù Rankine, gặp ở những người lạm dụng giọng nói, hút thuốc nhiều. Nha, và những cái bệnh nhân đó thì sẽ có cái phù dây thanh, phù thanh quản, cái phù đó gọi là phù Rankine. Rồi, giờ mình xem đây là một cái dây thanh bình thường. Chân láng tự nhiên giờ nó hai bên dây thanh nó có hai cái nốt. Đây là hạt dây thanh. Thì các bạn biết là giống như mình mang đôi dép á. Mình mang đôi dép xong là mình bị đôi dép mới quá, mình mang nó cạ vô chân mình. Cạ lâu quá thì nó sẽ ra cái, bắt đầu nó phù lên. Nó ra cái mụn nước. Sau khi cái mụn nước đó nó rút nước đi thì chỗ đó nó thành cái chỗ chai. Thì nếu mình muốn biết thì mình nhìn cái tay mình, chỗ mà mình viết bài á, cái tay mình nó cũng có cái cục chai nha. Thì dây thanh cũng vậy, khi các bạn nói chuyện nhiều quá thì nó sẽ va chạm với nhau. Khi mà mình dùng giọng nói nhiều thì nó sẽ va chạm với nhau. Và khi nó va chạm với nhau thì nó sẽ đầu tiên nó tạo thành cái cyst, cái nang như hồi nãy các bạn thấy. Và sau khi nước nó rút đi, nó sơ hóa chỗ này thì nó biến thành cái hạt. Nó biến thành cái hạt chỗ này thì nó sẽ làm cho bệnh nhân khàn tiếng, hụt hơi à, hát karaoke không còn hay nữa. Rồi câu hỏi là gặp những cái dây hạt dây thanh này thì mình sao? Người ta cứ tưởng là cắt hết cái hạt này á, thì nó hết cái giọng dễ dàng bình thường. Không phải. Dây thanh như nãy chị nói, nó sẽ có khí động học và nó có những cái rung động tinh tế. Và khi mình cắt đi á, thì mình làm cho nó bị ảnh hưởng tới cái những cái tính chất đó. Cho nên là mình khi mình cắt đi nó chỉ bớt đi thôi, chứ nó không được trở về giọng như cũ. Như vậy để trở về giọng như cũ thì mình phải đi luyện thanh nha. Mình phải đi cái khoa mà luyện thanh ở bên trường mình, nó có cái phòng đó. Là ai mà có những cái biến đổi về giọng nói, ví dụ như là giọng nói như thái giám BD, giọng khào, giọng khàn, thì tất cả phải đi qua cái phòng, cái khoa mà gọi là cái khoa tên gì tự nhiên sẽ chịu quên mất, cái khoa mà sẽ sử dụng cái thanh học á để mà sẽ luyện giọng, để giọng mình trở nên bình thường.
Vì vậy gặp những cái trường hợp này thì thường thường nó sẽ kèm với lại chào ngược. Để điều trị những cái này đầu tiên, các bạn sẽ điều trị chào ngược, kêu bệnh nhân ít nói nhỏ lại và ít nói đi. Và quan trọng là thời gian phải rất là lâu, và sau đó là bệnh nhân phải đi luyện thanh thì mới được. Chứ còn đừng có nghĩ là chỉ cần đi mổ cắt cái cục đó ra là nói sẽ nói bình thường ha. Thì đây là cấu trúc này, nó gọi là hẹ dây thanh, nó là hai cục sơ thôi, không có gì. Rồi bây giờ mình sẽ qua mà cái hình xoay tay. Rồi đây là cái hình xoay tay nha, mình sẽ thấy là đây là cái khung nhĩ, là cái chỗ mà cái khung và màn nhĩ sẽ gắn vào, là cán búa, đây là tam giác sáng, và đây là cái món ngoài xương búa nha. Đây là màng căng và màng trùng nó nằm ở đây. Bây giờ chị sẽ bắt đầu giải thích cái phần mà nãy chị hứa với bạn á, là tay nó lấy tay nó như thế nào thì các bạn xem nha. Như vậy á, thì là người ta làm một cái thí nghiệm, người ta chấm một giọt mực tàu lên trên cái màng nhĩ này, ngay tại vị trí này, ngay tại vị trí con chó của chị, thì người ta thấy là cái giọt mực tàu này đầu tiên là nó sẽ đi ra phía bên ngoại vi của cái màng nhĩ, và sau đó nó sẽ đi dọc theo cái ống tai ngoài và nó ra ngoài, cho tới một ngày nào đó bạn thò tay vô cửa tai sẽ lượm được cái hạt mực tàu đó. Cái đó gọi là hiện tượng di bào. Đây là một đặc điểm mô học đặc biệt của tai ở trong của cái da ở trong tai. Bởi vậy nếu mà mình có một số người sẽ bị hẹp ống tai, họ nghĩ là chỉ cần lấy cái tai, cái da này đi thì da của mình sẽ mọc ra cái da khác. Nhưng mà thực sự cái da khác nó không bao giờ ghép từ chỗ khác tới. Nó có cái chức năng giống như là chức năng của hiện tượng di bào xảy ra do đặc trưng của cái da ở vùng này. Có nghĩa là biểu mô, có nghĩa là da ở cái niêm, ở cái màng nhĩ này nó sẽ thay đổi từ từ, nó chóc ra mỗi ngày, đúng không? Nó có rái tai mà nó chóc ra mỗi ngày. Nó chóc cái da ra, nó phải thay đổi chứ, nó phải thay đổi cái da này nó chóc ra. Và khi nó chóc ra thì nó sẽ đưa cái giọt mực này từ trung tâm ra ngoại bi. Cộng thêm mỗi ngày mình ăn, mình nói, nó sẽ là những cái rung nhẹ. Và nó sẽ cái da này nó tiếp tục nó được chuyển ra từ từ ra tới cửa tai. Như vậy, cũng cái nguyên tắc đó, rái tai của các bạn khi được tạo ra hoặc là những cái thay đổi da nó tạo ra thì nó sẽ di chuyển từ từ ra cửa tai. Và mình có thể chỉ cần lấy cái tăm bông để ngoáy bên ngoài thôi thì cũng được, chứ không cần ngoáy vô trong. Nhưng mà hồi xưa giờ mình vẫn thích ngoáy vô trong, tại mình nghĩ là rái tai nó tuốt ở trong nó ra. Nhưng mà thật ra là nếu bạn không bao giờ rái tai thì sao cũng không sao, bạn sẽ thấy là cái rái tai nó sẽ ra cửa tai mình. Các bạn có thấy là bữa nào thử nghiệm thử, nếu mình không ngoáy tai khoảng 2 tuần thì mình thò tay vô trong tai mình ngoáy ra được một đống. Bây giờ các bạn thấy có một số ông bà để cái ngón tay vào thòng lòn để làm chi, để ngoáy lỗ tai là ngoáy lỗ mũi, là có thể là chỉ cần nông vậy thôi các bạn cũng có thể ngoáy được nha. Rồi câu hỏi là như vậy thì bao nhiêu lâu mình ngoáy một lần? Cái này là tùy người ta thích bao lâu ngoáy một lần thì ngoáy, không có con số cụ thể nha. Cũng tùy theo mùa nữa, ví dụ như mùa nắng nóng nhiều thì rái tai nó dễ nhiều, hoặc là mùa khô thì nó khô hơn. Nhưng mà muốn rái bao nhiêu lâu một lần thì đó là tùy theo các bạn, chứ cũng không có một cái nào bảo là 2 tuần mới được ngoáy, 1 tuần mới được ngoáy, tại vì người ta khác nhau, cái tuyến bã của người ta khác nhau nha. Vậy là giải quyết được cái câu hỏi của bạn là rái tai được, và nguyên tắc là nó ra cửa tai thì không cần ngoáy, có đúng không? Thì câu trả lời là đúng, chỉ cần lau sơ là được rồi. Cho nên là có những bà mẹ cứ khoái ngoáy lỗ tai cho con nít, có thấy gì đâu mà ngoáy, đã vậy là ngoáy vô xong làm chảy máu lỗ tai của nó, là đôi khi không biết ngoáy hâu quá còn chọt lủng lỗ tai của con luôn nha. Giờ nguyên tắc là bạn không cần ngoáy cũng được, chỉ lau ở ngoài thôi, tại vì nó đã đưa ra tới ngoài cửa rồi. Rồi như mình xem, đây là một cái hình lỗ tai bình thường. Cái này là tai bên phải và tai bên trái, hai tai như một cái dấu sắc, cái dấu huyền. Nhưng muốn biết tai bình thường hay không, mình thấy có cái tam giác sáng là mình biết nó bình thường. Đây là một tai bình thường và đây là một tai lủng bằng nhĩ rồi. Cái này là thứ nhất nó mang có một cái vấn đề, nó lủng. Thứ hai là có một cái miếng trắng trắng ở đây. Cái miếng trắng trắng này mình tưởng là canxi, nhưng mà thật sự nó là hiện tượng hyaline hóa. Có nghĩa là dịch trong tay giữa, một bệnh nhân bị viêm tay giữa tái phát thường xuyên, dịch nó nhiều quá thì từ từ nó rút đi. Khi nước lũ rút đi thì bùng ở lại, nó sẽ thấm lên các cấu trúc, có thể thấm lên màng nhĩ, có thể thấm trên xương con. Và những cấu trúc này là nhìn như là calcium, nhưng mà thật sự nó là calcium, phosphor, magie, tùm lum tà la. Và đây là hiện tượng canxi hóa. Và các bạn biết là một cái màng nhĩ bình thường nó rung, tự nhiên giờ nó chét một lớp cứng cứng vậy thì nó sẽ cứng.
nó cứng, nó rung không tốt, thì mình sẽ nghe kém. Hoặc là cái chất này nó sẽ lắng động ở trên cái xương. Cái xương bình thường ví dụ 1 gram, giờ tự nhiên thêm ông nội này thêm nửa gram nữa là 1,5 gram sao rung. Như vậy là âm thanh nghe cũng không tốt lắm. Rồi. Một cái hình nội soi các bạn có thể thấy được, đây là cholesterol bẩm sinh. Cholesterol nó không có liên quan gì tới cholesterol cả. Nó là một cái hiểu lầm về giải phẫu bệnh. Hồi xưa người ta không có nhiều kính hiển vi giỏi xịn nên người ta nghĩ nó giống như là cholesterol, nhưng thực sự không phải. Nó chính là biểu bì keratin nha. Là da của mình nè, nó tiết ra keratin nó sẽ ra những cái này. Nếu cái cục này nó là ráy tai thì quá tốt, nó đi ra bên ngoài và mình lấy nó ra luôn. Nhưng bây giờ nó sẽ núp ở trong cái mạc, cái hòm nhĩ, và nó sẽ trở thành một cái cục ngọc trai ống ánh. Mình nhìn vô mình nội soi mình thấy có một cục ngọc trai ống ánh thì mình biết đây là cholesterol bẩm sinh. Màng nhĩ bình thường không bao giờ, chưa bao giờ có một cái hiện tượng viêm nhiễm gì cả, tự nhiên chỗ này nó có một cục ngọc trai thì đây là cholesterol bẩm sinh. Rồi bây giờ mình tới một cái phần này. Từ nãy giờ chị nói keratin nó tiết ra, da nó tiết ra thì nó sẽ tự động nó đưa ra ngoài, nhưng mà bây giờ tại sao nó lại tắt cái tê keratin ở trong đây, tắt cái ráy tai nó sát vào trong đây, là tại vì có một cái gì bất thường gì đó mà nó làm cho cái da vùng này nó hút vô. Như các bạn biết là màng trùng với màng căng thì nó sẽ có cái vùng màng trùng thì nó sẽ dễ bị hút vào. Khi nó hút vào thì keratin nó tiết ra, nó không được vận chuyển ra ngoài, thì khi nó ứ lâu ngày thì nó sẽ trở nên ăn mòn. Các bạn phải biết là ráy tai nếu bình thường nó ra ngoài không sao, tuy nhiên nếu nó có một cái hốc mà nó kẹt cái ráy tai trong đó thì từ từ nó sẽ làm cho cái ráy tai nó càng ngày nó càng bự lên, và nó sẽ ăn mòn các cấu trúc xung quanh. Nó có thể ăn ra tới não, nó ăn hết xương con, nó ăn hết sàn sọ, và nó ăn ra tới tiểu não luôn. Các bạn thấy nó không phải ung thư nhé, nhưng nó có tính chất ăn mòn khủng khiếp, và nó chỉ là cái gì? Biểu bì da. Các bạn biết cái mùi nó hôi như thế nào, biểu bì da của mình nó hôi như thế nào thì các bạn có thể kiểm tra. Mình lấy cái tay mình ngoáy cái lỗ rúng của mình á, mình sẽ biết nó hôi dễ sợ lắm. Đó là gì? Biểu bì keratin tắt ở trong một cái ngõ cụt ha. Và như vậy thì cái này nó chính là túi co lõm và tắt cái cholesterol này. Cái chỗ này nó gọi là cholesterol nha. Nó, bản chất của nó là ráy tai. Rồi, một cái hình nội soi tai mình có thể thấy được nữa, đây chính là nấm. Nấm có thể có nhiều màu nha, trắng, xanh, đỏ, tím, vàng, đủ thứ ha, chứ không phải chỉ là màu trắng không. Như vậy đây là nấm, nhiễm nấm candida. Tai mà nhiễm nấm candida thì rất là phiền nha. Các bạn phải biết là nấm rất khó trị. Nấm có thể mọc lên do lây từ cái dụng cụ lấy ráy tai không sạch. Ví dụ mình đi ra tiệm mình ngoáy, người ta có thể ngoáy cho mình không sạch. Nhưng thật sự là gì? Nếu mình bị suy giảm miễn dịch hoặc là tai mình nó thay đổi môi trường thì nấm nó cũng mọc lên. Đó là không phải là nấm, là không phải chỉ là đi thất tóc đâu, mà nấm có thể là do nhiễm trùng hoặc là thay đổi cái miễn dịch trong người mình thì nó có thể xảy ra cái nấm này. Rồi, một cái hình nội soi lỗ tai khác mình có thể thấy đó là mực nước hơi. Nên là cái tai này nó bị viêm tai giữa và chỗ này nó có đầy dịch ở trong đây. Và khi mình làm van sanva, mình thổi dịch, mình thổi hơi từ ngoài vô thì nó sẽ tạo ra những cái mực nước hơi. Mình biết là bệnh nhân có thể diễn tả là tôi nghe nó sôi ụp trong tai. Nhưng mà cái may á, là nó có thể là vòi nó không tắc thì từ từ nó sẽ rút cái nước này đi. Cái nước này nó có thể được ở trong lỗ tai mình tới 6 tuần. Sau viêm tai giữa, dịch có ở trong lỗ tai 6 tuần đó là bình thường, từ từ nó sẽ hết nha. Các bạn không cần phải lo lắng, cứ 6 tuần nó ở đó là được. Và kiểm tra thường xuyên coi nó có rút đi chưa và nó có ảnh hưởng thính lực gì chưa. Rồi. Cái này là một cái minh họa về cholesterol và ráy tai nó tiết ra. Cái ráy tai này nó khô so với cái hồi nãy, các bạn nhìn nhá. Cái này là cái vùng gọi là màng trùng đây. Màng trùng thì nó sẽ tắc vòi thì nó sẽ làm hút cái màng nhĩ vô. Thì cái vùng này là cái vùng yếu nhất trong màng nhĩ, nó gọi là màng trùng, thì nó sẽ hút vô. Và khi nó hút vô như vậy thì keratin nó tiết ra, ráy tai nó tiết ra và nó không được ra ngoài, nó ứ luôn. Và khi nó ứ luôn thì nó sẽ lan từ từ. Sau đó nếu nó nhiễm trùng thì nó bắt đầu nó chảy nước ra. Và sau đó là nó sẽ tạo ra những cái hiện tượng lung tung. Cái màu này nó là cái tai bình thường, là do hiệu ứng ánh sáng thôi, chứ không phải là cái dịch máu gì hết. Cái này là một cái tai bình thường. Mục đích ở đây người ta chụp cái hình này là cái hình của cái gọi là túi co lõm. Khi gặp những trường hợp này, các bạn nhìn thấy tổn thương rất là nhỏ, nhưng thực sự là cái chân của nó ở trong nó đã rang ra rất là nhiều. Và những ca này thì khi đi mổ cho bệnh nhân phải giải thích là có khả năng bị mất thính lực. Mặc dù đang nghe tốt nhá, nhưng mà tại vì mình muốn gỡ cái này ra hết, nếu không nó sẽ ăn vô não của mình, nó sẽ ăn vô các cái cấu trúc khác,
nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên khi mà mình gỡ ra mình lấy thì coi chừng mình sẽ phải làm cho bệnh nhân mất thính lực. Tuy nhiên có cái option là mình sẽ phải mổ nhiều lần. Nếu tôi không muốn mất thính lực thì tôi phải mổ nhiều lần. Tuy nhiên có một số bệnh nhân tưởng là bác sĩ làm vậy là nuôi bệnh, cho nên là không đồng ý mổ nhiều lần. À, nếu mà bạn không đồng ý thì bác sĩ sẽ không mổ nhiều lần. Họ mổ một lần bằng cách dễ lắm. Mở cái hầm nhĩ ra, lấy hết cái bộ phận nghe của bạn, lấy cả cái phần mà họ cần phải lấy. Tại vì cái bộ phận họ cần phải lấy thì nó nằm núp ở dưới cái bộ phận nghe của bạn. Và nếu mà nó nằm dưới núp dưới các cái xương con đó thì nó phải mất rất là nhiều ca mổ thì mới lấy được nha. Ở bên nước ngoài chỗ chị học á thì bệnh nhân nó bị cả hai tay thì tổng cộng á, nó một tay á, là nó mổ 9 lần và hai bên như vậy. Mỗi lần á, cứ lâu lâu 6 tháng 1 năm nó đi một lần để bác sĩ mở ra và lấy mở ra và lấy để làm chi. Sau mổ sau 9 lần thì thính lực của nó là gần như bình thường. Thành ra là bệnh nhân ở Việt Nam thì ai đồng ý mổ 9 lần, mình giải thích là đi mổ 9 lần để giữ được thính lực thì có chừng họ không có chịu. À, và thật sự nếu mà người hiểu biết thì sẽ biết là tôi phải có thính lực. Tiền thì bao nhiêu cũng kiếm được. Tuy nhiên thính lực một khi đã mất đi thì sẽ không có lấy lại được. Cho nên các bạn phải hiểu và để giải thích cho bệnh nhân là để cứu được thính lực thì mình phải mổ rất nhiều lần. À, ở nước ngoài chị đã từng thấy chứng kiến một ca cái anh chàng đó là mổ 2 lần. À quên, mổ 20 lần. Và cái lần chị gặp nó là cái lần mổ thứ 19, 20 gì đó. À, như vậy thì chị đã nói xong cái phần mà bài của chị. Như vậy đây là cái bài mà sẽ đi lâm sàng của các bạn. Chị cũng dễ y chang vậy thôi nha. Thì chị gọi là đã giảng xong cái bài này để cho các bạn có thể đi lâm sàng nó thuận tiện nha, nó thuận tiện. Thì lớp các bạn chị không biết được bao nhiêu mà ở đây chị thấy có 261. Như vậy sẽ có một số lượng lớn rồi các bạn là không có học. Thì cái này là trước khi các bạn vô học thì chị đã nói rồi. Mà sao các bạn giờ ở nhà đâu có đi bệnh viện đâu mà không đi học thì chị không biết. Rồi túm lại là thông báo cho các bạn biết là chị đã giảng xong cái bài của chị và giảng xong cái bài giảng lâm sàng về nội soi trong tai mũi họng ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. À, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Như vậy thì theo lịch đó, thì là tuần sau những cái người mà đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định đó, sẽ liên hệ với chị để học bài này đầu tiên. Thì hôm nay chị đã giảng rồi. Thì tuần sau thì các anh chị sẽ phụ trách bài của các bạn đó, sẽ liên hệ với các bạn. Ai dạy bài gì thì họ sẽ dạy cái bài đó. Mình không biết là tới khi nào mình sẽ được đi bệnh viện lại. Nên là các bạn tận dụng thời gian này học online và đọc nhiều sách. Và cũng rất là chị thấy là đi học online cũng có cái lợi là mình đọc nhiều sách hơn, mình sẽ biết nhiều hơn. Rồi các bạn có hỏi gì không thì hỏi đi. Dạ có. Ai rồi hỏi đi, bạn hỏi đi. Dạ chị ạ chị. Nói đi. Dạ chị em muốn hỏi về cái bảo vệ cái tai của mình á chị. Thì em có đọc đó là ảnh hưởng tới thính lực á là chủ yếu là về cường độ. Thì em thấy là nếu mà như vậy thì cái tai nghe, có những cái tai nghe là nhét vô tai á chị. Thì cái đó so với lại cái tai nghe mà áp ở ngoài tai thì nó ảnh hưởng tới cái thính lực của mình như thế nào? Tại vì theo em đọc á thì em thấy là nó phụ thuộc vào cái cường độ âm lượng của âm thanh á. Đúng rồi. Dạ, thì em đọc thì em thấy là những cái tai nghe mà nhét vô, nếu mà mình để cái cường độ nhỏ thì nó lại có lợi hơn so với lại những cái tai nghe áp ngoài tai. Tuy nhiên là cái consensus ở bên ngoài thì em thấy là ở cái tai nghe nhét vô tai thì lại xấu hơn so với lại cái tai nghe áp ngoài tai. Rồi nếu mà như vậy thì mình sẽ nghe cái thời gian và mình làm sao để mình không có bị tổn thương cái thính lực của mình đó chị. Nếu mà mình quyết định sử dụng cái tai nghe. Rồi. Tóm lại là như thế này. Nó phụ thuộc vào cường độ và tần số. Ví dụ mà em chuyên gia nghe nhạc rap, nó gào, nó thét, nó đánh rầm 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 vậy thì nó cũng gây tổn thương. Rồi nếu mà em nghe nhạc thính phòng chẳng hạn, mà em thấy nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nếu mà em nghe cường độ lớn thì nó vẫn gây tổn thương. Nó gây tổn thương tùy vào cường độ và tần số. Như vậy thì
chị không thấy có sự khác biệt gì giữa nhét vô lỗ tai hay là áp bên ngoài. Là tại vì nếu mà em nhét vô trong lỗ tai thì em bật, đương nhiên ở cái mức mà em có thể nghe được thì em sẽ bỏ cái tần số nó nhỏ lại. Còn em áp bên ngoài thì em muốn nghe theo cái mức em muốn thì em phải bật lớn lên. Như vậy theo chị, đối với chị á, là ở trong tai hoặc là bên ngoài thì nó giống nhau vậy thôi. Nhưng mà có vẻ như là khi nhét vô trong tai thì cái mức độ mà nó siêu kín, nó làm kín cái, để làm đựng cái thất thoát âm thanh thì nó cao hơn. Thì theo chị á, đối quan điểm cá nhân là chị không thấy nó khác gì hết. Nha. Rồi em nghe làm sao để bảo vệ được thính lực thì cái này không biết, tại vì nó sẽ tùy thuộc vô cái tai của mình. Có một người, một số người thì nghe ồn hoài không sao, có một số người mới bị, mới vô có một lần mà điếc luôn, thì cái này là tùy thuộc vô cái tai của mình chứ không có một cái nghiên cứu nào. Tuy nhiên ai cũng biết là nếu tốt nhất để bảo vệ, tại mình không biết là mình đi xe Honda là có bị nó đụng không, không biết đúng không, người ta đi ầm ầm đâu sao tự nhiên mình mới leo lên bữa đầu tiên cái nó đụng mình, thì đó là nó tai nạn mình không biết được. Nhưng mà mình biết được là đi ra ngoài đường là cẩn thận. Thì như vậy, nếu mình biết là tai mình nó dễ bị tổn thương thì mình nghe nhỏ thôi. Nhưng mà thường thường là gì, bạn muốn nghe cho nó đã thì bạn phải bật cho lớn. Có một số người mở cái gì cũng rất là to, không phải là đã đâu, tại vì nó điếc rồi. Khi nó điếc rồi thì nó phải bật lớn gì thì nó mới nghe. Đó, bạn họ nghe nhạc rất là nhiều và họ cảm thấy là phải mở như vậy thì mới được. Thành ra là muốn kiểm tra thính lực thì phải đo thính lực đồ. Chứ còn không, chị không thấy có sự khác biệt theo chị suy nghĩ thôi nha, chứ còn đương nhiên là nhà nghiên cứu họ sẽ đo cái nọ cái kia cái nọ, nhưng mà họ đo thì đo, nghiên cứu thì nghiên cứu, nhưng mà cái tai của mình là mỗi người đều khác nhau, không hề có sự tương ứng nào giữa cái nghiên cứu với cái tai của mình, tại nó lâu với cái tai mình như thế nào. Thành ra khi mà lời khuyên cho thấy là các bạn nghe nhạc thì nghe vừa thôi, ai mà thích đeo tai nghe, có một số người buồn cười đeo tai nghe suốt cả ngày nha, thậm chí đi xe cũng nghe. Mặc dù là nói là tắt thôi cũng đâu nghe, tại vì lái xe làm sao nghe nhạc, đúng không? Về luật là không cho, nhưng mà vẫn đeo, xong rồi đi chạy bộ cũng nghe, này ở kia nghe suốt cả ngày. Nhưng thật sự là gì, nghe như vậy thì là cái mức độ mà âm thanh nó vô tai mình thì mình không kiểm soát được. Tại vì khi mình thấy nó nhỏ, nhiều khi là nó rất là to. Các bạn có thấy là những cái người mà họ nghe nhạc á, mình ngồi kế bên á, mình ngồi kế bên nó đeo tai nghe mà mình cũng nghe nó ồn. Nè, mà nó thấy nó nghe bình thường, thật sự là nhiều khi nó điếc rồi nó không biết. Tại vì cái tai của người ta, cái bộ phận nhạy cảm trong tai của người ta là khác nhau, và không có bất cứ một cái gì có thể kiểm tra cái đó được. Họ chỉ nhận biết khi mà tai của họ đã bị giảm thính lực rồi, hoặc là họ nhận biết khi mà họ thấy là tại sao mà tôi nghe nhạc bình thường thì nó không có hay. Bây giờ chị kể một ca có thật. Cái anh này là một người bác sĩ. Thì ngày xưa khi mà chị học ở nước ngoài á, thì cái anh này anh đến khám. Anh đến khám thì anh nói là tôi còn trẻ lắm, hỏi là tại sao lại đến khám. Thì ông bảo là tự nhiên tôi thấy là tôi nghe nhạc nó không còn hay nữa. Bình thường tôi nghe hay lắm mà bây giờ cũng nghe cái đó mà không thấy hay. Đó là đi đo thính lực thì chỉ giảm ở các tần số cao. Tần số hội thoại bình thường thì không sao, tuy nhiên tần số cao thì nghe không được, nghe không còn tốt nữa. Có nghĩa là khi mà phát một bản nhạc thì những tần số cao ổng nghe không được. Và khi nghe không được thì tai mình không có xử lý được các tần số khác nhau, cho nên là không có nghe được những âm cao, cho nên là ổng nghe nhạc không thấy hay nữa. Mới hỏi là ông có uống thuốc gì gây độc cho tai hay không, có nhỏ gì vô tai hay không, thì ông bảo là ông có. Cuối cùng ông mới nhớ ra là ông có đi chơi cái trò bắn súng. Các bạn biết là ở nước ngoài thì nó có hội chợ đó, thích có mấy cái trò bắn súng để kê sát cái súng vô vai nè, xong rồi bắn cái con nó đi vòng vòng ở trên trước mặt mình á. Thì ông chơi cái trò đó, mà khi ông, các bạn biết là nó click, cái tiếng click đó mặc dù đứng ở ngoài nghe rất là nhỏ, nhưng mà khi kê vô sát lỗ tai á thì nó gây tổn thương tai ổng. Có nhiều người chơi trò lâu sao tự nhiên con mỏi ông nó bị. Thì cuối cùng là ổng nghĩ là có lẽ là tại cái đó, là tại vì ổng đi chơi cái đó, ổng thích chơi cái đó nhiều. Và khi mà ổng để vô tai ổng, ổng chơi có mấy lần à, nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái thính lực của ổng. Cho nên là ai nói là không sao đâu, hoặc là cái tai thì có gì đâu, thì là mỗi người đều có một cái tai khác nhau. Rồi, đó là câu trả lời của chị. Bạn nào hỏi gì nữa không? Hoặc là có thỏa mãn với câu trả lời đó chưa? Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Dạ. À, chị ơi. Thôi, hỏi đi. Một ngay từ từ, không thấy đứa nào hết. Raise hand đi, bạn raise hand đi. Chị không thấy ai hết. Mày chăm đi. Dạ, chị ơi. Ví dụ như mình bị tổn thương một bên tai chị. Là tổn thương cái ống tai ngoài của một bên tai, nhưng mà cái tai giữa với cái tai trong vẫn có tai
được, thì cái thanh mình nghe được từ cái bên mà tai bình thường nó có được truyền qua bên tai kia để nghe không chị? À, tai mình nghe thì có đường xương và đường khí, có nghĩa là khi ống tai của em không có, có nghĩa là đường khí bên đó nó mất, nhưng mà đường xương nó vẫn còn. Bây giờ người ta sẽ thí nghiệm bằng một cái, người ta lấy một cái âm thoa, cái âm thoa người ta làm cho nó rung và để trên đỉnh đầu của em, thì thực sự là đó là đường xương, cho nên hai tai đều nghe như nhau. Nếu là hai tai đều bình thường không có vấn đề gì hết, nhưng mà khi mà đặt cái âm thoa đó ở trước cái vành tai thì cái bên mà người ta không có đó thì người ta sẽ không có nghe được. Như vậy về nguyên tắc là khi mà bạn không có ống tai xương thì bạn có nghe được không? Là có, là tại vì âm thanh nó sẽ đi theo đường khí hoặc theo đường xương, có nghĩa là đường khí bạn không có thì bạn vẫn có đường xương, đường xương của cái bên đó chứ không phải là đường xương của bên kia truyền qua. Cái thứ hai nữa là nó có bên kia đường xương bên kia truyền qua hay không, là có luôn, câu trả lời là có. Tức là cái bên bình thường nó sẽ có đường khí và đường xương, hai đường xương nó sẽ hợp với nhau và nó cộng hưởng với nhau và nó tác động lên hệ thống xương con và hệ thống tai trong của mình một cách bình thường. Cho nên là mỗi bên đều có đường khí và đường xương, thành ra nếu cái bên bạn mất đường khí thì đường xương vẫn còn. Như vậy là đó là cái nguyên tắc mà người ta sẽ sử dụng cái gọi là cái bài ha đó để mà để người ta cho bạn nghe đường xương. Thì câu trả lời là nếu mà đường khí bị mất thì nghe đường xương của bên đó chứ không hẳn chỉ nghe đường xương của bên kia. Rồi chưa? Dạ. Dạ vậy đối với ví dụ như là cái tật mà ống tai ngoài bẩm sinh đó chị. Cái tai bên mà không có bị tật thì mình sẽ định hướng được nó tốt hơn đúng không chị? Phương hướng. À, câu này giải thích cho em quá khó nha. Rồi, cái câu này nó quá sâu, cho nên là câu này thì chị nghĩ là chị không trả lời. Là tại vì cái này vô bệnh tật rồi, mà em hỏi cái câu đó là quá specific thì khó trả lời lắm. Là tại vì nó liên quan tới nhiều cái giải thích mà em không biết cái kia thì em không thể hiểu được cái này. Cho nên là ở một mức độ thì mình biết là nó định hướng thì nó không tốt bằng. Là tại vì âm thanh nó không có nghe được. Như nãy em biết là nó sẽ là tùy theo độ sóng, chận của cái đầu ha, và bước sóng tùy theo cái tần số, và nó tùy theo sự cộng hưởng, nó tùy theo cái âm thanh của em nó phải vô được tới trong đường xương của em thì còn, mà đường khí thì mất thì em nghe nó hơi khó. Như vậy thì lúc đó nó lại ảnh hưởng tới đường khí, đường xương, đường nọ, đường kia, thì nó có tới 3-4 cái đường ở trong lần, thì giải thích cho em là rất khó nha. Thì đương nhiên là nó không còn tốt như cũ nữa, nhưng mà rõ ràng người ta vẫn nghe mà, người ta vẫn nghe đúng không, và dần dần người ta quen với cái điều đó và người ta học được cái cách định hướng trong cái điều kiện mà ví dụ người ta cần 3 cái yếu tố thì cần 4 yếu tố thì giờ mình chỉ có 3 thôi, thì dần dần mình sẽ thích nghi được với cái chuyện đó. Rồi chưa? Rồi, Quốc Anh, bạn hỏi gì? Dạ, em đọc tài liệu thì em thấy là cái phẫu thuật mà vẽ vách ngăn đó chị. Nó tuy là nó giúp bệnh nhân thở dễ hơn nhưng mà nó có một cái tỷ lệ nó bị một cái hội chứng gọi là cái hội chứng mũi trống á chị, cái Emptino syndrome á. Thì em không biết có phải là cái mà thay đổi động học khí hồi nãy chị nói tới không? Chính xác, nó chỉ là cái cảm giác của người ta thôi. Thành ra cho dù lỗ mũi rất thông nhưng mà người ta cảm giác là không có. Nghiên cứu cho thấy là 2 năm sau khi thực hiện phẫu thuật nội soi mũi xoang thì bệnh nhân thấy phẫu thuật vách ngăn hoặc mũi xoang á, bệnh nhân nghẹt mũi như cũ. Đó là cảm giác của người ta thôi chứ không có kẹt, không có kẹt nghẹt mũi hoặc là kẹt đường gì hết. Thì đó là những cái thụ thể khí động học, các bạn biết trong mũi mình có thụ thể, đủ thứ thụ thể hết. Là người ta đã có cái thụ thể đó từ rất là lâu rồi. Rồi dạ. Chưa? Với trời là rồi, em hỏi đi. Cái tỷ lệ xảy ra nó có nhiều không chị? Với lại nó có thì mình giải quyết như thế nào? Tỷ lệ thì không trả lời được nha, tại vì chị ghét con số. Qua cái nghiên cứu thống kê thì tào lao chị không có thích nha. Còn giải quyết như thế nào? Thì chờ bệnh nhân quen thôi, tại vì mình đã giải quyết hết rồi, đâu có cách nào để giải quyết nữa, mũi đã mổ rồi. Thành ra là mình phải giải thích cho bệnh nhân để bệnh nhân hiểu được cái kỳ vọng của họ trong cuộc mổ có đạt được hay không. Và mình về nguyên tắc là mình phải giải thích hết tất cả những cái điểm có liên quan. Thậm chí mình phải giải thích cái chuyện mà mình mới nói đó, 2 năm sau khi mổ thì ông bà sẽ có cảm giác như này, nhỏ nọ như kia. Nhưng mà bây giờ là tại sao phải mổ, lý do chỉ định, cái benefit hoặc là cái disadvantage, cái risk của nó là cái gì, thì là mình phải giải thích hết. Bệnh nhân sẽ là người quyết định. Họ nói là tôi không cần biết, bây giờ tôi cần thở thông rồi đã, 2 năm sau tính sau, ví dụ vậy. Thì đó là cái cách mà
bệnh nhân sẽ là người quyết định cho họ, chứ không phải bác sĩ. Bác sĩ đưa ra lời khuyên và bệnh nhân là người quyết định. Dạ em cảm ơn chị. Ừ. Rồi Hoàng Minh đi. Dạ, alo, chị nghe em nói không ạ? Rồi em nói đi. À, chị, em không biết là giống như một số người họ đi máy bay, chị, do sự thay đổi áp suất thì họ đau cái tay. Thì nếu mà do tính chất công việc, chẳng hạn như họ làm nghề tiếp viên chẳng hạn, thì cái việc đau tới đau lui như vậy nó có ảnh hưởng đến thính lực hoặc là nó có làm tổn thương đến cái tai của họ hay không? Và nếu có thì mình phòng ngừa như thế nào chị? À, như chị nói nãy, khi nào nó nghẹt thì mình làm van san va, nó có một tí thôi thì nó không ảnh hưởng gì lắm. Cái gì nó phải đủ lâu, cái gì cũng phải có đủ liều. Chứ còn khi mà chị họ lên nó đau quá chị, ý là không, nó... tức là nếu mà họ đi trước tiên là họ phải được khám sức khỏe trước khi họ làm, tay họ phải tốt, thính lực họ phải tốt, họ không có bị nghẹt mũi gì hết thì họ lên họ làm. Sau này khi mà máy bay cất cánh thì họ cũng làm van san va như mình, thì lúc máy bay cất cánh thì họ cũng ngồi dưới trên ghế như mình thôi. Xong nếu mà có nghẹt mũi thì họ cũng thổi mũi như mình, thì mình xíu thì nó cũng hết thôi chứ nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Chỉ trừ những trường hợp là người ta bị tắc thường xuyên, người ta tắc mũi thường xuyên, họ đau thường xuyên thì họ sao không thích làm nghề đó nữa, tại sao khó chịu. Chứ thật sự là chị không nghĩ nó có ảnh hưởng gì, trừ khi mà em có một cái vòi bị tắc hoặc là em có một cái vấn đề gì về tai. Chứ còn người bình thường thì chỉ cần van san va cái là nó hết rồi, đâu có đủ lâu để gây tổn thương, liều lượng là chưa có, chưa tới. Dạ, em cảm ơn chị. Vĩnh Khiêm đi, ai muốn hỏi gì cứ raise hand nên là chị sẽ mời để chị biết. Dạ, cho em hỏi là trường hợp mà mình bị giảm thính lực thì và màng nhĩ cũng không có bị thủng gì hết, thì mình bị cái việc nghe của mình rất là khó, thì ngoài cái việc mà đặt máy trợ thính ra thì còn cái phương pháp nào để mà mình cải thiện cái việc nghe của mình không ạ? Thính lực bị ảnh hưởng thì mình phải nghe, phải đặt máy trợ thính. Giờ nó đã hư rồi thì em sửa bằng cách nào, đâu có cách nào sửa được. Nếu nguyên nhân của nó là một cái nhiễm trùng, một cái bất thường gì mà có thể mổ được thì em mổ. Chứ còn nếu không thì em sẽ đặt phải đeo máy trợ thính. Đó là chuyện đương nhiên. Máy trợ thính thực sự nó là cái gì? Nó chỉ là micro khuếch đại thôi. Tức là thay vì mà em tới gần họ em nghe, thì giờ là máy trợ thính sẽ giúp khuếch đại cái âm thanh nó thu được và phát to hơn cho em để em nghe được. Đó là bộ phận nghe của em nó còn bình thường. Chứ còn trong những trường hợp mà nó hư luôn thì lúc đó em phải cấy điện ốc tai. Như đã nói, muốn nghe được thì phải có bộ phận dẫn truyền âm thanh và bộ phận xử lý. Nếu mà nó hư ra bên ngoài thì mình có thể khuếch đại, mình có thể làm này làm kia, nhưng mà nó hư trong ốc tai thì không làm gì được, bỏ là không làm gì được. Cho nên đừng có uống thuốc bậy bạ, đừng có đi nghe nhạc bậy bạ lớn quá, hoặc là đừng có làm gì mà ảnh hưởng tới cái thính lực của mình, tại vì nó là một đi không trở lại, một khi nó đã hư rồi thì nó không có cứu được. À, được chưa? À, Thái Bình đi, bạn hỏi gì? Dạ, có một em hỏi về cái bệnh giờ cái mũi đó chị, về bệnh lý viêm mũi dị ứng đó chị. Rồi hỏi. Dạ, trong cái bệnh lý viêm mũi dị ứng thì thường là họ có cảm giác lúc nào cũng cảm thấy bị ngứa mũi hay là cảm thấy bị hắt xì á chị. Thì do mũi lúc nào cũng tiết dịch đó, thì em nghe nói cái việc mình xì mũi, mình thỉ mũi ra như vậy thì nó ngoài cái việc ảnh hưởng tới cái cổ họng của mình là do dịch nó chảy xuống thì nó ảnh hưởng tới cả tay giữa đó đúng không chị? Bởi vì người ta phải có kỹ thuật để mà xì mũi, tức là khi em xì mũi thì em phải há cái miệng hơi ra và em xì từng bên chứ không phải em xì hai bên một lúc, thì như vậy là sẽ tốt hơn, để chi, để cho cái xì mũi đó là nó không có vô tai. Dạ, tức là khi mà em xì mũi thì em xì từng bên, bịt từng bên, và em nếu mà cần thì em phải há miệng hở ra một chút. Yeah. Người ta có kỹ thuật phải hở miệng. Mà khi mà là trường hợp ví dụ mình xì mũi, mà nếu trường hợp đó ảnh hưởng tới cái lỗ tai thì cái triệu chứng nào giúp mình biết là cái mũi cái bệnh viêm mũi này của mình nó di căn đến tai rồi chị, thì cái triệu chứng nào? Thật sự là nó đi từ ngoài vô ngược trở lại á, nó chỉ gặp ở em bé thôi. Tai mình nó có cái cơ chế cũng hay lắm, giữ chặt lắm, nó không có nổi dễ gì đâu. Nhưng mà thường thường á, nó bị vô tai là tại vì em bị viêm, mà nó cái vi trùng nó đi từ đường mũi đi qua vòi nhĩ và vô trong tai, chứ thường thường không phải là tại em xì mũi mà nó vô tới trong đâu, khó lắm.
Tại vì đôi khi nhiều lúc xì mũi nhiều, tại vì đôi khi trong quá trình bị sổ mũi thì nó cũng gây bị ngứa tai chị, nó cũng vậy, nó cũng dẫn đến ngứa tai thì Tại lo lắng quá độ không có liên quan gì à, chị nghĩ vậy. Tại vì tai của em mà em xì vô dễ vậy thì cả đời bao nhiêu người xì nó phải đau tai hết trơn, nhưng mà thật ra không nhiều. Cho nên cái chuyện mà em bị đau tai á, là có thể do viêm nhiễm vi trùng. Là tại sao em có cơ địa dị ứng thì nó dị ứng mọi chỗ chứ không phải nó chỉ dị ứng trong mũi em. Lỡ thực sự là trong tai nó có dị ứng trong tai đàng hoàng, tại sao nó cũng là niêm mạc hô hấp. Vậy trường hợp nếu mà nó kiểu viêm mũi dị ứng mà khi mà mình kiểu như cảm giác xì mũi mà nó không có ra chị, nó chỉ bị nghẹt, nó xì mũi không ra thôi, thì mình có thể dùng nước muối mình rửa được không chị? Ừ thì được thôi, em muốn dùng gì cũng được, nhưng mà nhiều khi mình quen với nó thì cũng đâu cần phải xì mũi thông thoáng hết, tại vì biết chắc nó không thông, tại vì Dạ, nó sưng lên nó viêm chứ không phải là nó tắt. kiểu như mà khi mình tác động nước muối vô bên trong mũi, dùng nước sinh lý tác động vô đó chị, thì sau khi mà kiểu tác động vô xong thì nó có thể thở được một xíu, nhưng mà nó lại gây kích, hình như nó gây kích thích cái niêm mạc mũi mình, dẫn đến mình hắt xì liên tục sau ngay 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 sau đó luôn á chị. Thì lại cơ chế mũi em là nó nhạy cảm, thì em thử nhạy cảm là em chọc thử à, những cái nội soi mũi xoang này là nếu mà thực sự em chọc cái tâm vô trong mũi em quá xì như điên luôn á, chứ không cần là phải làm gì đâu. Đúng rồi. Người bình thường á chọc cái cây gì vô mũi, các bạn có thấy là đi ngoáy mũi COVID-19 không, chọt vô cái là ra ác xì như điên vậy đó, có thấy vậy không? Tất cả đều là phản xạ reflex. Dạ em hiểu rồi. Rồi Uyên, Nguyên Khanh đi, bạn hỏi gì? Dạ chị cho em hỏi là hồi đó em học giải phẫu thì được thầy bảo á, là trong cái phẫu thuật cắt cái xoang mũi giữa chị thì sau một thời gian nó ảnh hưởng đến sự cương cứng của dương vật á chị, thì em không biết là cái đó có thiệt không chị? Cái này không nghiên cứu, không biết, không trả lời được. Dạ em cảm ơn. À, tại vì cái mũi nó liên hệ với cái dưới hay không thì chị không biết, nhưng mà theo chị là không, theo chị nhá, chị nghĩ là không, tại vì hai cái nó đi cái đường khác nhau, dây thần kinh khác nhau, mắc cái mớ vậy mà nó liên quan tới nhau đúng không? Ở trên mũi nó là dây thần kinh khác, cái mô mặc dù nó gọi là mô cương, cái mô cương nó muốn cương lên hay gì đó là nó do cái thần kinh chỗ đó, chứ mắc cái mớ gì tự nhiên tôi cắt trên mũi mà nó lấy xuống dưới. Chắc người ta nghĩ là giống như đau lỗ tai, quên đau đau chân đau cẳng thì bấm lỗ tai thì nó cũng hết, thì về nguyên tắc thì nó cũng đúng đó, nhưng thật sự là nó ảnh hưởng cái đường nó cũng đau nhiều. Ví dụ như là chị thấy người ta nói đau cột sống thì có thể bấm huyệt bàn chân, bấm huyệt lỗ tai, bấm diện chẩn gì, bấm tùm lum tà la, thì về nguyên tắc người ta nói là cả cơ thể mình nó liên quan tới nhau thì cũng đúng. Mà chị nghĩ là cái mức độ đến nỗi mà nó làm liệt luôn cái kia chẳng hạn thì nó hơi hơi quá, chị nghĩ nó không có logic. Tại vì nếu không mấy ông bà đi mổ xoang hết thì chắc bị cái đó, chắc bác sĩ tai mũi họng ế. Dạ em cảm ơn chị. À, nghe có hợp lý không? Dạ em cũng không tin lắm. À, không, tức là chị giải thích sao em thấy nó có điểm nào hợp lý không, hay là nó có điểm gì nó không hợp lý, đó là chị nghĩ thôi chứ cái đó chị chưa bao giờ thấy, nhưng mà chị nghĩ nó vậy. Rồi hai người nữa thôi nha. À, Phương Phương Thanh đi, bạn tên bạn có một nữa là chị không thấy. Phương Thanh em hỏi đi. Dạ chị ơi, cho em hỏi là về cái giọng nói chị, là giống như là những em thấy em đọc được là những cái hormone tuyến giáp hay là hormone tăng trưởng đó, thì nó sẽ gây ra làm thay đổi cái giọng nói của mình đó, thì không biết là cái cơ chế là do nó làm thay đổi cái cấu trúc của dây thanh, và nó giả sử những bệnh nhân mà uống hormone nhiều lâu ngày ấy chị, nó thay đổi giọng nói thì mình có cách nào làm cho nó quay ngược trở lại bằng cách là tập luyện giống như là chị nói được không ạ? À, có hai vấn đề. Giờ các bạn thấy những cái người chuyển giới ở Thái Lan á, họ chuyển gì gì chuyển mà cuối cùng cái trái khế trước cổ họ vẫn còn, mà cái giọng của nó vẫn nó đã thay đổi. Mà những cái thay đổi đó là do hormone đúng không? Androsterone rồi testosterone này kia nó thay đổi. Nó thay đổi cái gì ở trong cái đó? Nó thay đổi cái độ dày của dây thanh, nó thay đổi cái niêm mạc của dây thanh, mà nó thay đổi cái cấu trúc khung của cái hệ thống thanh quản. Cho nên là cái hormone mà họ muốn thay đổi là họ uống từ khi còn nhỏ. Các bạn có coi mấy cái phim cái gì à, The Good Doctor đó, con nhỏ gì mà nó là bisexual đó, xong rồi bác sĩ yêu cầu là uống hormone hoặc là ngưng hormone thì nó không chịu, tại vì nó sẽ làm thay đổi cái giọng. Thì thật sự là hormone nó có ảnh hưởng lên cái giọng, và nó ảnh hưởng ở cái giai đoạn dậy thì của bệnh nhân, chứ còn hormone thì tuyến giáp thì có liên quan gì tới thanh thanh quản đâu.
tuyến giáp thì nếu mà bạn uống thì bạn uống ở một mức độ vừa phải, tại vì bạn uống nhiều quá thì nó sẽ gây ra side effect, bạn run gần chết hoặc là bạn ốm nhom nhé, bạn đâu uống nhiều đến mức mà nó sẽ gây ra ảnh hưởng tới cái thanh quản đâu, cho nên là nó không phải như vậy. Còn những cái mà estrogen hoặc là này kia thì là cái đó là bên bên Thái Lan những cái người mà đó thì họ có thể uống, nhưng các bạn thấy là họ đổi cái da cái lông thôi chứ cái giọng nó y chang đâu đổi gì đâu. Tại vì khi học môn bạn nó nhiều quá là nhiều bao nhiêu mà để ảnh hưởng tới cái gì mục đích thì cái liều nó phải là bao nhiêu, thì thực sự là nó không có thay đổi nhiều do cho với lại giọng nói. Còn giọng nói thì có thể là luyện thanh thì có, ví dụ như là những cái giọng mà người ta nói giọng éo éo, ví dụ có một số bạn nam thì họ có cái giọng nó hơi éo éo thì bị gọi là BD đó, nhưng mà thực sự họ cái người đó họ không có BD mà tại cái cấu trúc thanh quản họ không có được, nên là nếu mà họ đi học luyện thanh á thì họ có thể nói được cái giọng nam bình thường. Thì cái này là một quá trình lâu dài và trong thực tế là có làm đàng hoàng chứ không phải là không. Như vậy thì giọng nói có thể thay đổi được do mình đi luyện thanh. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Dạ em cảm ơn chị. Rồi, các bạn không hỏi gì nữa thì Ngọc Huyền nữa rồi. Ngọc Huyền là người cuối cùng đi. Minh Nhật hỏi nữa ha. Minh Nhật nãy hỏi rồi. Ngọc Huyền có hỏi không? Không thì chị dạ, sẽ trả lời dạ, Minh Nhật. Chị. Dạ thưa chị, cho em hỏi là hồi nãy chị có nói đến cái vụ mà furan á chị. Là furan là do tăng bradykinin. Bradykinin đúng không chị? Vậy thì em có học khi mà mình uống thuốc ức chế men chuyển cũng có một tỷ lệ là mình bị phù mạch do bradykinin, thì hai cái đó có giống nó tương giống tự nhau không? Nó tương tự. Thì nó cơ chế là bradykinin, mục đích chị để giải thích là cái này, nếu mà em nghĩ là phù thanh quản mà em nghĩ là chích adrenaline vô thì nó không hết, chị chỉ muốn nói vậy thôi. Và cơ chế của nó là chính là phù qua cơ chế bradykinin. Dạ vậy thì nếu như mà bệnh nhân bị phù mạch do ức chế men chuyển thì phải làm sao vậy? Nếu mà bệnh nhân có ảnh hưởng thì đầu tiên là mình ngưng thuốc đã ha, rồi sau là lúc nào cũng vậy, mình phải chờ cho cái effect nó giảm đi và theo dõi sát bệnh nhân. Nếu mà không có gì thì thôi, còn nếu mà nhiều quá mà tắt đường thở thì mình phải bỏ, cắt cái đó phần nó phù lên thôi chứ không có gì. Nhưng mà mình có thể đó là những cái giải pháp chứ không phải cái gì cũng đè ra mổ, là cái gì cũng uống thuốc, cắt thuốc và chờ đợi. Được chưa? Minh Nhật nha, câu hỏi cuối cùng rồi, câu hỏi cuối cùng sao chị phải đi bây giờ. Rồi, Minh Nhật hỏi đi. Chị cho em hỏi là ở cái mấy cái bệnh lý mà tổn thương thích lực mình như chị, thì ngoài cái tổn thương mày nghĩ ra, cái tổn thương ở ba cái xương với lại tổn thương ở tiền đình nóc tai chị, nó có xảy ra thường xuyên không chị? Và làm sao mình cho ráng phân biệt được cái việc mình tổn thương mày nghĩ với lại ảnh hưởng ba cái bộ phận đó chị? Chị vẫn chưa hiểu câu hỏi của em lắm nha, chị có thể trả lời như thế này. Có nghĩa là đầu tiên là tất cả những cái gì ảnh hưởng tới thính lực thì mình sẽ đo thính lực. Nếu mà mình thấy là ảnh hưởng thính lực, cái đường biểu đồ thính lực nó sẽ giúp gợi ý cho mình biết cái tổn thương nằm đâu. Ví dụ nếu nó chỉ là màng nhĩ thì nó sẽ có mức độ tổn suy giảm thính lực nó ở mức này. Nếu mà nó có tổn thương xương con thì nó sẽ ảnh hưởng trên 60 decibel. Nếu nó có ảnh hưởng đường xương thì nó sẽ có cái đường xương như thế này. Đường xương có nghĩa là tay trong á, mà nếu nó chỉ ảnh hưởng tới đường khí thôi thì nó sẽ có cái đường biểu đồ thính lực nó sẽ phù hợp với cái tổn thương đó. Cho nên việc đầu tiên là mình sẽ đi đo thính lực đồ, và tùy theo kết quả của thính lực đồ thì bác sĩ có thể cho những cái xét nghiệm cao hơn, ví dụ như là đo ABR hoặc là đi làm MRI hoặc là chụp những cái gì đó, có nhiều cái xét nghiệm nó cao cấp hơn. Nhưng mà từ thính lực đồ thì mình có thể gợi ý, và từ triệu chứng của bệnh nhân thì mình có thể gợi ý. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Ok. Rồi như vậy thì là chị đã giảng xong ha. Rồi chiều tối chị sẽ rảnh, chị sẽ gửi bài cho các bạn. Nào, cảm ơn các bạn nhiều. Dạ. Chị ơi, em là nhóm đi lâm sàng tuần sau đó chị. Dạ, không biết em liên lạc được với chị là qua kênh nào chị? Em gửi email, cái email mà chị ghi cho các bạn đó. NT Quỳnh Hồ, nhưng mà tuần sau các bạn đâu có được đi lâm sàng. Dạ, tụi em đi online rồi. Dạ, để biết có nộp danh sách hay chị, em nộp trước cho chị. Đi online thì cũng chỉ giảng bài online, hôm nay chị giảng rồi. Rồi bạn sẽ đợi chị Xuân. Bạn sẽ đợi chị Xuân giảng một cái bài chảy máu mũi. Đó, trong thời gian còn lại thì các bạn học bài đi để chuẩn bị mình đọc bài tiếng Anh hoặc mình bận chuẩn học gì đó để cho mình có thể biết được học thêm nhiều. Chứ giờ mình không được đi bệnh viện thì các bạn học nội ngoại sản nhi đi. Để năm sau thi nội trú chẳng hạn. Dạ. Ừ.
tận dụng thời gian không đi học bệnh viện thì mình sẽ học cái khác. Được rồi, tại vì nó sắp dịch bệnh nữa rồi, nó sắp bùng lên nữa rồi đó. Bữa nay chết nhiều hơn rồi đó, mà bệnh nặng hơn, cho nên là các bạn chắc không được đi bệnh viện đâu. Sau đại học cũng không được đi luôn. Bệnh viện giờ nó loạn cao cao ở trong á. Rồi vậy nha, rồi tạm biệt các bạn.